Chương 1 Xuyên thành người hầu tuyệt sắc Nguồn Mê truyện audio com Lúc Bạch Ngọc Khuyết khôi phục ý thức, cũng là lúc nàng kinh hoàng phát hiện, toàn thân nàng không thể cử động được. Vì thế nàng kinh hoảng hét lớn lên một tiếng, thế nhưng một chút âm thanh đều không phát ra được, thử đi thử lại vô số lần, nàng mới dần dần phát hiện, ngũ quan của nàng đều bị phong bế chặt kín. Cuối cùng, nàng đành phải bất đắc dĩ ngồi yên, bình tĩnh suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra, sau đó, nàng rốt cục cũng không bình tĩnh nữa bởi vì nàng nhớ tới đến một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là, nàng, Bạch Ngọc Khuyết, một nhân viên công chức nhàn rỗi, đã thật sự đi đời nhà ma, sự tình bắt đầu từ tối hôm qua, cũng giống như những bữa tối khác, Bạch Ngọc Khuyết lại xui xẻo bị tăng ca, lúc này đã là 10 giờ, sau khi nàng cùng những đồng nghiệp khác chia tay, liền một mình lái chiếc xe. Gắn máy cổ lỗ sĩ trở về nhà trọ đường xá thì vắng vẻ đèn đường thì lúc sáng lúc tối thoạt nhìn thì u ám thê thảm vô cùng bạch ngọc khuyết thì luôn sợ tối đối mặt tình cảnh này nàng vội vàng tăng ga đột nhiên nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước mặt đường có một vật tròn tròn màu đen không ngừng chớp chớp lên những bóng cây ven đường bởi vì tăng ca mà đầu bạch ngọc khuyết càng thêm chán ván mắt nhắm mắt mở tưởng rằng đó chỉ là mấy miếng dáng quảng cáo ven đường vì thế không thèm để ý mà lái xe băng qua luôn sau đó là một tiếng thép chói tai ta vang lên, sau đó là một thân ảnh bay lên không, lại trầm một tiếng rơi xuống mặt đường xi măng, làm cho bụi bay mịt mù, đám côn trùng xung quanh sợ hãi liên tiếp kêu chíp chíp chíp, trước khi mất đi ý thức, Bạch Ngọc khuyết quán hận mắng. Mẹ nó. Ai lại không có đạo đức như vậy, không che lại cái hố, lỡ may tổn hại đến những mầm non tổ quốc thì sao? Kết thúc đoạn hồi tưởng, Bạch Ngọc khuyết thở dài phiền muộn, khó trách mình lại không cử động được người chết không cử động được cũng không có gì kỳ quái. Đang cảm thán tại sao mình lại đoản mệnh như thế, thì đột nhiên một thanh âm kiều mị ở gần đó truyền đến. Ai? Đáng thương cho tiểu Ngọc của tỷ, bị tên ác tặc khương tử nha kia đánh trở về nguyên hình, muội yên tâm, thù của muội và hỉ mị, tỷ tỷ nhất định sẽ thay các ngươi báo. Đây là thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi, giọng nói kiều mị mang theo một tia mê hoặc phong tình ngay cả một nữ tử như Bạch Ngọc Khuyết nghe xong thì trong nháy mắt xương cốt đều mềm ra, nàng mê mang suy nghĩ, chỉ bằng giọng nói mà đã kinh tâm động phách như thế, thì tướng mạo của nàng lại khuynh quốc khuynh thành như thế nào chứ? Sau đó, Bạch Ngọc Khuyết tự hồ cảm giác như bị ôm lấy, không lâu sau lại đến một nơi khác, thanh âm của nữ tử kia lại vang lên. Trích tinh đài này là nơi có linh khí nhiều nhất trong cung, muội cứ ở trong này hai ngày trước, không chừng vài ngày nữa là sẽ khôi phục lại nguyên hình. Bạch Ngọc Khuyết càng nghe thì càng cảm thấy mơ hồ, đây là có chuyện gì nha, như thế nào mà những lời nói của vị mỹ nữ này, một câu nàng nghe đều không hiểu. Vị mỹ nữ kia lại nói tiếp. Tiểu Ngọc, mùi cứ ở đây trước, tỷ phải đi xử lý thi thể của hỉ mị cái đã, nghe nói là tên sát tinh văn trọng kia mấy ngày nữa sẽ trở về, nếu bị hắn phát giác ra linh thể bị tiêu tán của hỉ nhi, không chừng sẽ. Mới vừa nói được một nửa, đột nhiên, loáng thoáng nghe được thanh âm ồn ào rối rít từ đằng xa nói nhanh lên nhanh lên nếu không tìm được nương nương các ngươi hôm nay cũng đừng mong sống đại vương nhất định sẽ nổi giận hiện tại trong cung chỉ còn lại trích tinh đài là còn chưa tìm thôi thanh âm kiều mị bên cạnh dừng lại một chút rồi đột nhiên giả bộ phát ra một tiếng kêu đau vôi cách đó không xa liền truyền đến một thanh âm vừa mừng vừa sợ của một nữ tử cung kính nói Đắc kỹ nương nương. Nàng kia chạy đến gần, ân cần nói: "Đắc kỹ nương nương, ta đỡ ngài đứng lên." Hóa ra ngài ở trong này, đại vương vừa mới triệu kiến ngài. Thanh âm kiều mị lại đáp: "Ừm, ta biết rồi, đêm nay ta tới nơi này ngắm trăng, ai ngờ trạch chân, may là ngươi đến, ta sẽ nói đại vương ban thưởng cho ngươi." Tỳ nữ kia thụ sủng nhược kinh nói: "Đây đều là bổn phận nô tỳ nên làm." tạ ơn đắc kỷ nương nương tạ ơn đắc kỷ nương nương sau đó tiếng quần áo ma sát dần dần đi xa lưu lại một mình bạch ngọc khuyết trợn mắt há hốc mồm hương tử nha văn trọng đắc kỷ đại vương trời ơi đất ơi trời xuôi đất khiến làm sao mà nàng có thể xuyên vào trong thế giới phong thần thế này người vừa nảy hẳn là tô đắc kỷ đi nàng lại gọi mình là tiểu ngọc mình sẽ không xuyên qua thành yêu tinh ác độc vật hy sinh tỳ bà tin chứ. Vậy, trong đầu Bạch Ngọc Khuyết có vô số ý niệm xẹt qua xẹt lại so với vận tốc ánh sáng còn nhanh hơn, đang xen thành một nùi. Một lúc lâu sau, đầu nàng bỗng đau đến thét chói tai. A, à, Bạch Ngọc Khuyết liền hoàn toàn mất đi ý thức, không biết đã qua bao lâu, Bạch Ngọc Khuyết dần dần tỉnh lại, nàng mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trong một tòa nhà rộng lớn, dưới thân là những tấm ván gỗ, trên đỉnh đầu thì lại là ánh trăng sáng chiếu bầu trời đêm, nàng chậm rãi nhớ lại những gì xảy ra lại thêm một lần, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, bình tĩnh xem xét đánh giá toàn thân mình, phát hiện trên người nàng khoác rất nhiều lớp lụa trắng, kiểu dáng thì rất trường rà phiền phức, dưới chân là một đôi giày theo được đính vào hơn 10 viên trân châu trắng mượt mà trong sáng, vừa nhìn là biết không phải vật phàm, hai mắt bạch ngọc khuyết bổng dưng sáng ngời, bản tính hám tiền trỗi dậy, lập tức ngồi chồng hổn xuống, sờ soạn ngắm nghía mấy viên trân châu này hết nửa ngày, tìm cách để lấy nó ra nhưng làm cách nào cũng không được, ngược lại còn làm cho bản thân mệt bở hơi tai, nàng thở hổn hển oán hận mắng. Cái đồ phá của, phương châm sống là tiền không được để lộ ra ngoài, phù phù. Mẹ ngươi chưa dạy ngươi sao? Khỏe của kiểu này, chết sớm là phải. Phù phù. Có bảo vật nhưng lại lấy không được, lòng bạch ngọc khuyết tràn đầy buồn bực đột nhiên trước mắt có ánh sáng chợt lóe, một bóng người vô thanh vô tức hiện ra trước mặt nàng, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời bị dọa sợ, ngã chổng mông xuống đất, thì nàng chợt nhìn lại, người đứng trước mặt chính là một tuyệt sắc gia nhân, mỹ nữ này mặc một thân lụa mỏng màu vàng óng ánh, dáng người xinh đẹp uyển chuyển nửa kín nửa hở càng thêm rung động lòng người, phía sau là mái tóc đen mềm mại chảy dài như thác. Nước, kiểu tóc này cũng không phức tạp, chỉ đơn giản dùng nhánh cây màu lam để cố định lại, còn có, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa đỏ như ngọc, một gương mắt trái xoan từ từ hé lộ chỉ cỡ bằng bàn tay, cặp lông mày được tỉ mỉ chăm sóc lại mang theo một tia bấn loạn, đôi mắt to ngập nước, lại như là bị kinh hách ẩn náu dưới hàng lông mi, như ẩn như hiện, nàng chỉ cần lơ đẳng liếc mắt một cái, tự hồ vô số tường thành sẽ phải sụp đổ, đây không phải là người. Đây không phải là người. Đây thật sự không phải là người A, Bạch Ngọc Khuyết bị kinh diễm, vẻ mặt cứ như là bị sét đánh trúng vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nữ tử kinh thế hải tục trước mắt, thấy nàng bày ra thần sắc ngờ nghệt, nữ tử trước mắt cũng không nổi nóng, cười khẽ nói. Tiểu Ngọc, ngươi cái nha đầu này, sao lại giả vờ ngớ ngẩn như vậy chứ, tỷ đã đoán trước là đêm nay mùi sẽ tỉnh, cho nên tranh thủ đến đây, mùi quả nhiên đã tỉnh. Mỹ nữ cười, chỉ một thoáng thôi, cảnh xuân liền tươi đẹp, những côn trùng xung quanh nín thở im lặng, trăng có sáng cỡ nào cũng đều bị sắc đẹp của nàng làm lu mờ. Thật đúng là hoa thường nguyệt thẹn mà, hồi tưởng lại những tình tiết trong phim, Bạch Ngọc quyết đấu tranh tư tưởng nửa ngày, liền hạ quyết tâm, cười hắc hắc, đứng lên, tích cực nịnh hót vị mỹ nữ kia. Ai nha, tỷ tỷ, người xinh đẹp như vậy, mỗi lần gặp tỷ, người ta luôn bị kinh diễm đó, hắc hắc, tỷ đừng trách muội, tỷ thật sự rất là đẹp a, à. tỷ như ánh mắt của tỷ, còn sáng hơn sao trên trời tỷ như của đôi môi của tỷ còn đẹp hơn hoa tỷ như Ban. nguyên nhân bạch ngọc khuyết liên tục một mạch nịnh hót thứ nhất là tô đắc kỷ này quả thực sở hữu dung mạo phi phàm thứ hai không ai lại đi đánh khuôn mặt tươi cười với mình bao giờ nếu lỡ như nàng ta phát hiện ra mình là giả mạo nói không chừng vị mỹ nữ này có thể hạ thủ lưu tình một chút bạch ngọc khuyết bất an lo sợ nghĩ tô đắc kỷ đáp lại nàng một cái liếc mắt xem thường thôi đi thôi đi. Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, muội ngốc như vậy, cũng không biết vì sao nữ hoa nương nương lại chọn muội tới giúp ta nữa. Tuy giọng nói có chút oán trách, nhưng tự hồ đối với những lời khen của Bạch Ngọc Khuyết cũng cực kỳ hưởng thụ, ai nha nha. Đúng là mỹ nhân, ngay cả cái liếc xem thường cũng đẹp đến thế. Bạch Ngọc Khuyết lau nước miếng, cười hắc hắc, không chút sơ hở mà quay về chủ đề chính. Đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng, đặc biệt là lần này sau khi bị tên Khương Tử Nha kia tập kích, trí nhớ của muội vẫn luôn mơ hồ, chỉ biết người là tỷ tỷ của muội, muội phải nghe lời tỷ, những chuyện khác thì lại không nhớ rõ, làm sao bây giờ đây tỷ tỷ, người sẽ không ghét bỏ muội chứ? Blaban. Tô Đát kỹ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhất thời biến sắc. Bạch Ngọc khuyết giật thót tim. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Có khi nào mà lời nói xạo của mình bị phát hiện không ta? mình sẽ bị giết sao? Trong lúc Bạch Ngọc Khuyết còn đang hoang mang lo sợ, Tô Đắc kỹ lại tự hồ có chủ ý, nhìn nàng nghiêm mặt nói. Tiểu Ngọc, ta vốn muốn hỏi các ngươi gặp tên Khương Tử Nha như thế nào, ngày đó sau khi các muội trở về không lâu, thì hỉ mị chết, muội cũng bị đánh trọng thương biến trở về nguyên hình, nếu hiện giờ muội không nhớ rõ, ta sẽ tìm biện pháp khác để điều tra rõ việc này. Bất quá! Thật không nghĩ tới, Tu vi của tên Khương Tử Nha này lại đạt tới cảnh giới cao như vậy. Nguy nguy hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng thở ra, giả vờ ngây ngô nhìn Tô Đắc Kỷ. "Tỷ tỷ, muội cũng không nhớ là sử dụng pháp thuật như thế nào, làm sao bây giờ?" Tô Đắc Kỷ liền nghẹn họng, dùng ánh mắt quyến rũ hung tợn trừng Bạch Ngọc Khuyết, phỏng chừng nếu không phải vì nàng ta muốn bảo trì hình tượng mỹ nữ, nàng ta đã sớm hướng về phía Bạch Ngọc Khuyết mà hung hăng rít gào cái tên nha đầu này. Người có thể ngu ngốc hơn nữa không? Bạch Ngọc Khuyết tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn nhìn Tô Đắc Kỷ, ánh mắt liền lộ ra vẻ, tự trách, thấy nàng như vậy, Tô Đắc Kỷ thoáng tiêu tan lửa giận, hơn nữa, hỉ mị đã đi rồi, giờ chỉ còn lại mình nàng và một vị tỷ muội này ở trong cung thôi, dù sao thì nàng cũng không thể muội ấy cứ tự sinh tự diệt được, vì thế nàng bất đắc dĩ đích thở dài, bàn tay Ngọc liền làm phép một cái, một quyển sách liền xuất hiện trong tay, giao cho Bạch Ngọc Khuyết, người nãy giờ vẫn lộ ra hai mắt sùng bái, nói. Quên thì cứ quên đi, dù gì thì muội vẫn còn một ngàn năm tu vi, cứ đọc xong nó, rồi nhớ kỹ những câu khẩu quyết này, thì muội sẽ biết dùng pháp lực như thế nào. Bạch Ngọc khuyết kinh hỉ mà gật đầu liên tục, ở trong thế giới phong thần này, kẻ nào không có pháp thuật, thì rất dễ bị làm vật hy sinh, nhất là một nhân vật tép triêu như nàng. Vì thế nàng vội cảm kích Tô Đắc Kỷ, nói: "Cảm ơn tỷ tỷ, muội nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, tranh thủ hồi phục, để nhanh chóng giúp tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ mà nữ hoa nương nương giao phó. Tô Đát kỹ gật đầu, cười nói. Được, đến lúc đó hai người tỷ muội chúng ta cùng lập công, cùng được phong thần, sánh ngang cùng thiên địa. Tiểu Ngọc có thích không? Bạch Ngọc khuyết gật đầu như gà mổ thóc. Thích, thích lắm, hắc hắc. Có thể đi theo tỷ tỷ, muội đương nhiên là cao hứng, hắc 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 nhưng trong lòng nàng lại oán thầm giả tâm lớn để làm gì sống lâu quá để làm gì chứ thấy đêm đã khuya tô đắc kỷ liền tóm lấy bạch ngọc khuyết bàn tay mềm vung lên bạch quan hiện ra hai người liền đứng trong một căn phòng tráng lệ tô đắc kỷ nói tiểu ngọc đây là phòng của muội muội cứ nghỉ ngơi trước mấy ngày nay ngươi đừng nên ra ngoài ngoan ngoãn mà luyện bí tịch mà tỉ đưa hiện giờ yêu khí trên người muội không được ổn định nếu lỡ như ra ngoài mà bị tên văn trọng kia phát giác, tỷ không thể cứu muội được. Bạch Ngọc Khuyết liên tục gật đầu, một lần nữa cam đoan mình tuyệt đối sẽ không ra ngoài, lúc này Tô Đắc Kỷ mới thi chuyển pháp thuật rời khỏi. Chương 2 Đây chính là Văn Thái Sư Nguồn Mê truyện audio com Tô Đắc Kỷ vừa rời khỏi, Bạch Ngọc Khuyết không có việc gì làm, một mình buồn chán ở trong phòng đi tới đi lui, làm quen với địa bàn mới của mình đột nhiên, nàng phát hiện gần chiếc giường có một bàn trang điểm lớn, nàng bỗng khựng lại, đấu tranh nội tâm hết nửa ngày, Bạch Ngọc Khuyết rốt cục cũng quyết định chậm rãi đi tới, trong gương đồng loáng thoáng hiện ra một khuôn mặt tròn trịa thanh tú, so với diện mạo của nàng lúc trước có 8 phần giống nhau, chỉ là làn da có vẻ trắng hơn một chút, Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng thở vào một cái, không kìm lòng được bật cười. Tốt quá! Nàng thực không dám tưởng tượng, nếu như cho nàng mỗi ngày thấy một gương mặt xa lạ, cho dù nó có nghiêng nước nghiêng thành cách mấy, e rằng nàng cũng vô phúc tiêu thụ nổi. Bạch Ngọc Khuyết yên lòng, thở vào nhẹ nhõm, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng bởi vì mấy ngày qua biến thành nguyên hình tỳ bà tinh, phần lớn thời gian đều là mê mang ngủ, thêm vào đó, hiện tại trong đầu nàng lại rối thành một đoàn, vào lúc này Bạch Ngọc Khuyết nàng sao còn có thể buồn ngủ chứ, nàng mở cuốn bí tịch kia ra xem, thấy trong đó toàn là lời ít mà ý thì nhiều, nhất là ghi chép rất cụ thể về việc vận dụng pháp thuật, liền ngồi lên giường, dựa theo ánh nến mà đọc trí nhớ của Bạch Ngọc. Viết quả nhiên không tồi, chỉ mất có ba ngày, nàng liền đại khái có thể nhớ hết những pháp thuật cùng khẩu quyết, tối đến, sau khi dùng xong những món ăn tinh mỹ mà nha hoàng đưa tới, Bạch Ngọc khuyết liền thỏa mãn nằm trên giường, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, hiện tại, trùng sinh làm con sâu gạo quả thực không tồi, trên danh nghĩa nàng chính là nghĩa muội của sủng phi. Đắc Kỷ nương nương, mà sủng ái của đại vương đối với Tô Đắc Kỷ, trên dưới triều ca, từ ông lão 80 hay là đến đứa nhóc 8 tuổi ở Tây Kỳ, ai ai cũng biết. Có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, ông trong lòng sợ vỡ, làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ, cùng những thành phần cá biệt cắn răng oán hận tại sao mình lại sinh làm nam nhân, bởi vậy, chỉ vào quyền thế của Tô Đắc Kỷ, trong cung này người nào thấy nàng đều phải cung kính gọi một tiếng ngọc tiểu thư, mỗi ngày cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay, nhàn chán thì tu luyện một chút pháp thuật, những ngày tháng này, thật là mỹ mãn nha. Bạch Ngọc khuyết nghĩ đến mà khà khà bật cười, trong mắt hơi. Chuyển động, khẽ đọc một câu khẩu quyết, một chùm nho đen từ đằng xa liền, vèo một tiếng bay đến trong tay nàng, nàng thỏa mãn thu hồi pháp thuật bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Đột nhiên, ánh mắt Bạch Ngọc khuyết sáng lên, nhớ đến hôm nay vừa học được thuật thuấn di bây giờ lại là buổi tối khà khà những nhân vật nguy hiểm kia thí dụ như trụ vương văn trọng có lẽ đã sớm ngủ sao mình lại không đi ra ngoài dạo chứ dù sao mình cũng có thể lập tức thuấn di trở về không sợ có nguy hiểm gì chủ ý đã quyết bạch ngọc quyết lấy ra cuốn sách kia ra xác nhận khẩu quyết một lần nữa sợ đọc nhầm hết cách thôi ai bảo nàng vẫn còn là tay mơ sau khi đọc xong trong lòng liền tập trung nghĩ về một phương hướng, bạch quan lóe lên, trong phòng đã không có một bóng người, ớ ớ ớ, đây là đâu? Tráng bạch ngọc khuyết chảy đầy mồ hôi lạnh, bây giờ nàng đang đứng trên một đỉnh núi cao, bốn phía thì mọc đầy những bụi cây, những cây đại thụ thì lại bị bóng đêm tạo nên những hình thù quái dị. Cách đó không xa có rất nhiều mỏm đất nhỏ, xen kẽ theo hàng lối, không biết là gì. Trên bầu trời đêm ánh trăng mông lung, một cơn gió bay thoáng qua, cây cối khẽ lay động, thanh âm cỏ dại khẽ đung đưa côn trùng lên tiếng kêu to liên tiếp như vậy làm cho một mảnh núi hoang vu càng tăng thêm mấy phần âm u quỷ dị bạch ngọc khuyết có chút sợ hãi mắt hơi chuyển động thấy phía trước có một gò đất và một vật tựa hồ như tấm ván gỗ lòng hiếu kỳ lại nổi lên bản tính nhiều chuyện của bạch ngọc khuyết lại phát tác nàng liền bước nhanh tới nương theo ánh trăng bạch ngọc khuyết cẩn thận xem xét chữ trên tấm ván gỗ chữ này rất phức tạp khó phân biệt có lẽ là chữ truyện đi, thật vất vả nửa ngày nàng mới có thể miễn cưỡng đọc ra. Tiền, Phong, Doanh, Lý, A, à, Trung, Chi, Mộ. Khó khăn lắm mới đọc xong mấy chữ này, Bạch Ngọc Khuyết liền hét lên ta, một tiếng, trong nháy mắt nàng liền phóng ra xa ba trượng, chuyện gì thế này? Đây chính là nghĩa địa. Trời ơi! Dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi. Bạch Ngọc Khuyết lẩm bẩm, cả người rét trung, nàng cấp tốc sử dụng thuấn di thuật để mau mau hồi cung, nhưng mà, không biết tại sao, sau khi nàng đọc xong, lại phát hiện chính mình vẫn ngốc tại chỗ này, lại niệm, không phản ứng, ta niệm 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 niệm. Vẫn như cũ không phản ứng, chẳng lẽ mình lại đọc nhầm khẩu quyết rồi. Cõi lòng tràn đầy tuyệt vọng bạch ngọc khuyết bỗng dưng lại có một ý tưởng khác, thế là nàng hí ha hí hững mà lấy ra cuốn bí tịch, ai dè, người tính không bằng trời tính, ánh trăng mờ mịt, một chữ nàng cũng nhìn không ra, làm sao bây giờ a, à, hu hu, Đắc Kỷ tỷ tỷ, người ở đâu a, à, Tiểu Ngọc thật sợ a, à, Tiểu Ngọc biết sai rồi, không nên không nghe theo lời tỷ liền chạy ra ngoài, hu hu, hôm nay mình thế nào cũng bị quỷ làm thịt, Bạch Ngọc khuyết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đứng trước nấm mồ, đột nhiên. Nhớ đến vị chuyên gia nào đó đã nói, trong lúc sợ hãi, hát thật lớn rất là hữu hiệu cho việc giảm bớt sợ hãi cùng căng thẳng. Vì thế, Bạch Ngọc khuyết khụ khụ hai tiếng cho thông họng hai mắt trưng trưng lấy hết dũng khí dùng giọng ca quỷ khóc sói rên của mình mà hát em là một người dân nhà hát hôm nay thiệt là vui ca 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 hôm nay thiệt là vui wow là ảo giác sao như thế nào mà toàn bộ núi đều yên tĩnh lại rồi sâu không còn kêu nữa gió không còn thổi nữa liền ngay cả ánh trăng cũng sáng hơn chút ít trong lòng Bạch Ngọc Khuyết đắc ý, kha kha, mấy tên gia hỏa này có lẽ đều bị giọng ca tuyệt vời của mình trấn áp. Ha ha, vậy mình liền hát tiếp, hát đến khi hừng đông, cho đến khi có thể nhìn rõ khẩu quyết liền có thể hồi cung rồi ha ha, vì thế, Bạch Ngọc Khuyết lại thanh thanh cổ họng kế tục sự nghiệp ca hát. Nhà em là nơi, đất vàng dốc cao, phía trên có em. A, à, còn chưa hát xong, đột nhiên nghe thấy một thanh âm cách đó không xa tựa hồ là cực lực nhẫn nại có lẽ là do không thể nhịn được nữa quát câm miệng bạch ngọc khuyết bị kinh sợ nhất thời ngậm miệng trơ mặt ngây ngốc nhìn vào nơi vừa phát ra âm thanh phía sau một cây đại thụ trước mặt một bóng người cao to chậm rãi đi ra không thấy rõ dung mạo lắm chỉ mơ hồ thấy người kia tựa hồ mang một bộ trường bào rộng thẩm màu nhẹ nhàng lay động theo gió đêm ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chầm chầm, Bạch Ngọc Khuyết lấy làm kinh hãi, hoảng sợ lui về sau vài bước, lập tức ý thức được phía sau chính là những nấm mồ, liền vội vàng dừng lại, vào lúc tiếng thối lưỡng nan, không biết là lấy dũng khí từ đâu ra, nàng đánh bạo hướng phía bóng người kia lớn. Tiếng quát. Ngươi là ai? Là người hay là quỷ? Hơn nửa đêm rồi không ở nhà ngủ, chạy đến bãi tha ma này làm gì, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ lời lẽ đúng tình hợp lý xong nàng lại quên mất rằng nếu dựa theo logic của mình chính nàng cũng là người có bệnh trong đầu trong chớp mắt bóng đen trước mắt lóe lên bóng người kia đã thuấn di đến trước mặt bạch ngọc khuyết ách kỹ thuật thuấn di của người này không tệ có nên hỏi thăm hắn một chút về khẩu quyết không đây ngạch bạch ngọc khuyết ngây thơ chớp chớp mắt nhìn chăm chú vào người trước mắt cân nhắc xem độ khả thi này là bao nhiêu một lúc lâu sau nàng từ bỏ đơn giản là vì người trước mắt này Hẳn là một thanh niên đi, thực sự quá quá không giống hạng người lương thiện, nam tử này thoạt nhìn khoảng chừng 20, toàn thân vận một bộ trường bào rộng, dùng ngọc quan búi nửa phần tóc trên, phần còn lại thì tung bay trong gió đêm, khuôn mặt cùng bộ dạng hắn cực kỳ tuấn mỹ, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng, bất luận là chỗ nào, đều hoàng mỹ không thể nói lên lời. Tiếc là đôi mắt hắn cứ như là hàng băng ngàn năm không thay đổi vậy, khi bị nó nhìn đến tựa như có thể bị đông lại khí thế mạnh mẽ làm cho cả người như bị một cổ cường lực từ ngàn dặm hướng tới, Bạch Ngọc khuyết nuốt một ngụm nước bọt, mỹ nam này vừa nhìn là biết không dễ chọc, nàng vội vàng pha trò cười ha hả giảm bớt không khí bị đông cứng. <laughs> ha ha, cái kia. A à, soái ca, ngươi biết đây là nơi nào không? Ta. Ta không cẩn thận lạc đường, e ha ha. Là ngươi. Nam tử kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lẽo giống như ngọc nha là người quen, vận khí không tệ. Bạch Ngọc Khuyết mừng tích mắt, ngốc hề hề nói, ha ha. Nguyên lai like ngươi biết ta a, à, quá tốt rồi quá tốt rồi, vậy ngươi giúp ta trở về đi. Soái ca kia nhìn nàng nửa ngày, lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Ngọc Khuyết thấy nam tử này không chỉ có nhận biết mình, hơn nữa pháp thuật cao cường, khí thế mạnh mẽ, có cảm giác nếu mình nói dối có khả năng sẽ bị hắn nhìn thấu dứt khoát liền đánh cược một lần khai báo nội tình ta ta hôm nay đang luyện thuật thuấn di thì không biết sao lại đến đây muốn trở về nhưng lại quên khẩu quyết ngạch cẩn thận từng ly từng tí nhìn thanh niên nửa ngày bạch ngọc khuyết cắn ngón tay giả nai ha ha cái kia ta thấy ngươi thuấn di rất giỏi ha cái kia nếu ngươi không có thời gian hay là ngươi dạy ta khẩu quyết tự ta trở về là được được không nam tử kia không hé răng vào lúc bạch ngọc khuyết thấp thỏm bất an nam tử kia đột nhiên lạnh lùng nói ngọc tỳ bà ngươi lại đang chơi trò gì bạch ngọc khuyết sợ hết hồn nam tử này dĩ nhiên biết chân thân của mình nguy rồi ngoài mặt bạch ngọc khuyết làm như không có gì xảy ra cười ha hả nhưng trong lòng thì lại đang nhẩm ẩn thân khẩu quyết mới học hôm qua nàng nghĩ so với tên tiểu tử cường đại kia mà nói, ẩn thân có vẻ hữu dụng, một luồng sáng lóe lên, Bạch Ngọc Khuyết cúi đầu nhìn, suýt chút nữa tức điên, nàng nàng nàng, vừa mới niệm thanh khiết thuật sao. Vào lúc này toàn thân nàng là bộ sa y trắng sạch sành xanh, sớm không còn dáng vẻ nhét nhác như lúc nãy nữa, nhưng mà, vào lúc này, cơ linh toàn thân hữu dụng sao. Hu hu hu, thanh niên đứng nơi đó vẫn cứ sừng sững như ngọc, lạnh lùng nhìn những biến hóa khác nhau trên mặt bạch ngọc khuyết từ mặt mày ảo não sợ hãi đến dở khóc dở cười trong đôi mắt lạnh lẽo nổi lên một tia nghi hoặc tiếp đó lại biến mất không thấy bóng dáng khẩu quyết này không liên quan không thể bỏ cuộc được ngươi phải hành động suy nghĩ thêm bạch ngọc khuyết ở đáy lòng cho mình tiếp sức đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên khà khà đúng rồi chắc là cái này cảm giác quen thuộc như vậy ni bạch ngọc khuyết âm thầm tán thưởng chính mình nhanh chóng nhớ lại khẩu quyết mà đọc ào 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 hô nha thanh âm gì vậy bạch ngọc khuyết ngẩng đầu nhìn lại nhất thời choáng váng bất quá chỉ trong chốc lát từ đằng xa mấy chục bụi cây nhỏ xé gió mà lao về phía nàng nàng né không kịp cả người đều bị chôn khụ 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 thật lớn một nữ tử mặt mày xám xịt chật vật đầy người gian nan đẩy những gò đất do bụi cây xếp thành ra mặt mày đưa đám bò ra, chẳng trách cảm thấy khẩu quyết này quen thuộc đến thế, nàng còn tưởng niệm thuấn di thì lại là cái kia, hiện tại mới nhớ tới, đây không phải là di vật khẩu quyết mà nàng niệm để ăn nho mấy canh giờ trước sau. A à trời muốn diệt ta a, à, kẻ tham ăn quả nhiên sẽ gặp báo ứng, chàng thanh niên kia nhìn trò hay một hồi lâu, khóe miệng vô thức co giật một cái, trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên, chậm rãi đi về phía bạch ngọc khuyết, tóc dài bay lượn, tay áo phiêu phiêu, chờ Bạch Ngọc Khuyết nuốt xong một ngụm nước miếng ý thức được nguy cơ thì, nam tử kia đã đi tới trước mặt nàng, chậm rãi giơ lên bàn tay thon dài, da đầu Bạch Ngọc Khuyết tê rần, này này đây là muốn giết ta sao? Lại cũng không kịp nhớ cái gì, nàng liều mạng vọt lên nắm chắc bàn tay trắng ngoãn thon dài kia, làm bộ điềm đạm đáng yêu nói. Hu hu, soái ca à, ta thật đáng thương nha, trước đây không lâu bị một tên họ Khương đánh cho cái gì đều không nhớ, hiện tại ta lại là một cô gái yếu đuối cô đơn lưu lạc tới bãi tha ma này, hu hu, mạng của ta thật là khổ nha, soái ca à, ngươi đây là muốn an ủi ta sao? Ngươi thực sự là tốt bụng nha. Vừa nói, vừa tự cho là không giấu vết sờ sờ tay của hắn, ê da, da dễ thật tốt. qua, wow. Ngón tay làm sao dài như vậy, úi chà, vân tay thật là phức tạp nha ừng, người này tương lai tiền đồ vô lượng. Buông ra bất thình lình, một thanh âm lạnh băng mang theo ba phần tức giận vang bên tai, bạch ngọc khuyết thật gian nan từ trạng thái mê choai, thoát ra, liền thấy trên gương mặt của thanh niên trước mắt hoàng mỹ tuấn tú tựa như băng sơn điêu khắc, hiện ra vài vết sẹo vô hình, em, đúng là mỹ nam. Mặt tối sầm lại cũng đẹp mắt như vậy nha, Bạch Ngọc Khuyết suýt xoa cảm thán. đột nhiên một thanh âm kiều mị quen thuộc quát lên. Văn trọng, thả tiểu ngọc. Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết vui vẻ. Tô Đắc Kỷ đến rồi, được cứu rồi." Vui mừng quay đầu lại, mới vừa mừng đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới những gì Tô Đắc Kỷ vừa mới nói, lập tức như bị sét đánh ngang tai, chậm rãi cứng ngắc xoay đầu nhìn người trước mắt. Đẹp tựa như thần Apollo, này này chuyện này. Là Văn Trọng, Văn thái sư. "A a a, Văn thái sư không phải là một lão già sao?" Thế giới này loạn rồi sao, có ai không nói cho ta với? trong đầu Bạch Ngọc Khuyết có một bầy quả đen không ngừng, quát quát, bay qua. Chương 3 Tì bà tin đen đuổi Nguồn Mê truyện audio com Tô Đắc Kỷ tiến đến trước mặt hai người, thấy dáng vẻ Bạch Ngọc Khuyết ngơ ngác, hai tay bị văn trọng cầm lấy, miệng tựa hồ còn lẩm bẩm gì đó. Nàng cho rằng sau khi Tiểu Ngọc bị Khương Tử Nha đánh xong, giờ lại xui xẻo bị văn trọng cho mặt mày đánh choáng váng, thì trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại cười, nhìn Văn Trọng châm chọc nói. Văn Trọng ngươi đường đường là thái sư của một quốc gia, đêm hôm khuya khoắc thế này, lại bắt nạt một cái cô gái yếu đuối ở nơi hoang dã, không biết tin tức này nếu bị bách tính thương triều biết rồi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Hả? Kéo thật dài âm cuối lại mang theo trêu tức làm cho Bạch Ngọc khuyết phục hồi lại tinh thần, thả tay văn trọng ra, nhanh như tên lửa núp sau lưng tô đắc kỹ, vui mừng nói. Tỷ tỷ, muội không sao. Tỷ đến rồi, khà khà. Tô Đắc Kỷ đánh giá Tiểu Ngọc một hồi, thấy nàng tuy rằng đần độn như cũ, nhưng tinh thần lại phấn chấn, hai mắt tỏa sáng, không bị thương, lúc này mới yên tâm. Tô Đắc Kỷ xoay người lại đề phòng nhìn chầm chầm văn trọng, văn trọng chậm mỉm cười, ung dung thông thả nói. Một cô gái yếu đuối. Một con vạn năm hồ ly tinh, một con ngàn năm tỳ bà tinh, hai con đều gần đất xa trời, còn dám nói mình là cô gái yếu đuối, từng thật là mở mang tầm mắt. Bạch Ngọc khuyết sửng người, ách. Trái tim nhỏ bé của nàng bị tổn thương nha. Bị Mỹ Nam chê mình già, thật sự không thể nào vui nổi. Tô Đắc kỹ lại dường như không để ý chút nào, ha ha, cười vài tiếng, Bách Mỹ Thiên Kiều nhìn chầm chầm văn trọng, ánh mắt sâu xa nhưng không che giấu được kinh hoảng và đề phòng, bởi vì nam tử này có thể dễ dàng nhìn ra hai tỷ muội nàng chân thân, Vốn công nàng còn che che giấu giấu sợ bị hắn phát hiện, Bạch Ngọc Khuyết cũng không phát hiện lòng Tô Đắc Kỷ đang kịch liệt gợn xong. Chỉ là nghe xong tiếng cười của tỷ tỷ mà cả người nhất thời tê rần một nửa, suýt chút nữa đứng không vững, Mỹ Nam trước mắt kia nhưng lại thờ ơ không chút nào động lòng, giống như đứng trước mặt hắn chỉ là tên mãn phu. Ách, Mỹ Nam chắc là liễu hạ huệ nha. Bội phục. Bội phục. Bạch Ngọc khuyết đáy lòng mặt niệm, đồng thời cũng trách cứ chính mình không chống chịu được sắc dụ thiệt là hổ thẹn, thấy Mỹ Nam không hề bị sắc đẹp đã động, mà còn nói lời châm chọc, dung nhan tuyệt sắc tô đắc kỷ lộ vẻ tức giận, lại cười nói. Văn Thái Sư, ngươi cũng đã mấy trăm tuổi rồi, nếu so với người phàm, thì người cũng chính là một lão già mà thôi, ha ha. Nghe được sự thật phủ phàng này, Bạch Ngọc Khuyết như bị sét đánh ngang tai, như không còn cảm giác nữa. Hừng, thì ra Mỹ Nam này đã mấy trăm tuổi rồi, quả nhiên được bảo dưỡng kỹ càng nha, không biết đã tàn sát hết biết bao nhiêu viên trường sinh bất lão rồi. Đối với những lời châm chọc của Tô Đắc Kỷ, Văn Trọng hoàn toàn làm ngơ, lạnh lùng nói. Tô Đắc Kỷ, để tình ngươi chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngày hôm nay, ta tạm tha cho các ngươi một mạng. Nếu ngươi dám to gan có ý nghĩ làm hại ân thương quốc, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vừa nói xong, hắn liền vô thanh vô tức biến mất, Tô Đắc Kỷ thở vào nhẹ nhõm, xoay người thở dài một hơi, rồi nói với Bạch Ngọc Khuyết. Tiểu Ngọc, may mà chúng ta mạng lớn, cái tên sát tinh văn trọng đó luôn luôn giết yêu không chớp mắt, hôm nay lại thả chúng ta, thật là kỳ quái, đúng rồi, hơn nửa đêm, mùi chạy nơi này làm gì? Bạch Ngọc Khuyết ấp a ấp úng khai báo, Tô Đắc Kỷ dở khóc dở cười, duỗi ngón tay Ngọc chỉ vào trán Bạch Ngọc Khuyết, oán hận nói. Tiểu Ngọc, muội muội thực sự là ngu quá đi. Hôm nay suýt nữa bị muội hại chết rồi. Bạch Ngọc khuyết sờ sờ trán, cười khúc khích hai tiếng, lòng thầm oán. Người ta cẩn thận lắm rồi mà, từ sau lần bị Tô Đắc kỹ sách từ bãi tha ma về, Bạch Ngọc Khuyết đã nhiều ngày không được ra ngoài, không phải nàng không muốn, mà là Tô Đắc kỹ hạ một cái cấm chế ngay cửa, mặc dù tỳ nữ có thể ra ra vào vào, nhưng chỉ cần Bạch Ngọc Khuyết đi tới cửa, lập tức sẽ bị một cổ lực vô hình bức cho bay trở vào. Tô Đác Kỷ nói là Tiểu Ngọc à, tỷ tỷ đây là muốn tốt cho muội, ai, muội bây giờ lại lú lẫn, khẩu quyết còn nhớ lung ta lung tung, nếu thả muội ra ngoài, không khéo lại bị con yêu quái nào đó ăn, hay là bị cái tên sát tinh văn trọng đó giết. Muội ngoan ngoãn ở lại đây học xong khẩu quyết, tỷ tỷ sẽ thả muội ra ngoài. Ngoan nha, nói xong vung tay áo, yểu điệu rời khỏi, Bạch Ngọc Khuyết ở trong phòng buồn bực ngán ngẩm đi tới đi lui, những ngày gần đây, nàng đã đem tất cả khẩu quyết thuộc lầu. để tỏ lòng quyết tâm, nàng đem cuốn khẩu quyết để dưới chăn, vẫn chưa yên tâm, nàng lại chồng thêm 10 cái nữa, lần này nàng cuối cùng cũng coi như có thể yên tâm lớn mật kiểm tra thành tích của mình, di vật thuật. Từ đằng xa, một trái táo nhanh chóng bay tới, xoay. Trái táo kia liền xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống giường. Thuấn di thuật nữ tử đứng bên giường trong phút chốc không thấy đâu một giây sau lại thấy nàng đắc ý đứng ngay góc phòng chống hông ngửa mặt lên trời cười ba tiếng ha 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 cảm giác hưng phấn thỏa mãn không nói lên lời công kích thuật một làn khói trắng ngay lập tức bắn thẳng về phía cấm chú vô hình ngay cửa đột nhiên lửa bắn ra bốn phía cấm chướng lung lay hai lần lại khôi phục như cũ nhưng bạch ngọc khuyết đã mừng rỡ khô tay múa chân tất cả các phép thuật đều thử nghiệm hết toàn bộ ok kha kha lần này mình có thể ra ngoài chứ. Bạch Ngọc khuyết hai tay chống nạnh, đột nhiên nghe thấy xì xì một tiếng cười khẽ, chính là tô đắc kỹ hờn dỗi âm thanh. Tiểu Ngọc mùi lại phát bệnh nữa rồi, Bạch Ngọc khuyết ngượng ngùng gãi đầu, khà khà cười hai tiếng, ngồi thẳng, nhìn vị mỹ nữ diễm lệ không gì tả nổi, giả ngu nói. Khà khà. Tỷ tỷ, mùi đã học thuộc hết rồi, có thể ra ngoài chơi được rồi chứ. Muội buồn chết rồi. Tô Đắc Kỷ mỉm cười nói: "Nhìn muội siêng năng như vậy, lần này tỷ đến không phải là muốn thả muội đi ra ngoài sao?" Bạch Ngọc Khuyết giơ tay hoang hô một tiếng, Tô Đắc Kỷ lại nói: "Nhưng mà, trước tiên muội cần phải giúp tỷ tỷ một chuyện." Bạch Ngọc Khuyết hiếu kỳ gật đầu, Tô Đắc Kỷ liền nhẹ nhàng nói: "Thật ra, những năm gần đây, Tây Quốc trục trịch, nhiều lần quấy rối Ân Triều biên giới, dân chúng khổ không thể tả." Vì triệt để dẹp loạn, Thái sư Văn Trọng tự tiến cử mình gần một năm qua đều ở biên cương trấn giữ, tháng trước rốt cục đem Tây quốc hoàn toàn đánh bại, hắn bước bọn tàn quân vào sâu trong sa mạc, lúc này mới khải hoàng hồi triều. Vừa về đến nơi, hắn liền đi gặp trụ vương, hai người nói chuyện một ngày, ai cũng không biết họ nói gì. Nhưng tới ngày hôm sau, trụ vương hạ chỉ sắc phong ân trí. Con trai cả của Khương Hậu làm hoàng thái tử, từ đó về sau hàng đêm đi Khương Hoàng Hậu tẩm cung nghỉ ngơi, bị lạnh nhạt hơn một năm, trong lúc nhất thời, mẹ con Khương Hậu trở thành trung tâm của sự chú ý của toàn bộ triều ca, Tô Đắc Kỷ mấy lần cầu kiến, đều bị trụ vương lấy ló do, quốc sự bận rộn mà không gặp, rõ ràng kẻ đứng sau chuyện này chính là Văn Thái Sư, Tô Đắc Kỷ hận đến nghiến răng, hận không thể cho tên văn trọng này lập tức biến mất ở trên thế gian. Trụ vương coi văn trọng như thầy như cha, chưa bao giờ làm trái ý văn trọng, thành thật nghe theo văn trọng nhắc nhở, vẫn tránh tô đắc kỹ, trước mắt đang có một cơ hội vì ba ngày nữa, chính là sinh nhật trụ vương, đến lúc đó quần phi hiến nghệ, bách quan ăn mừng, chư hầu đến chầu, tô đắc kỹ quyết tâm thể hiện kỹ năng múa của mình, để một lần nữa đoạt lại quân vương sủng ái, bạch ngọc khuyết buồn bực không ngớt, gãi đầu nói. Tỷ tỷ, muội hiểu, nhưng mà muội nên giúp tỷ như thế nào? Tô đắc kỷ hiếm khi thấy muội muội không ngơ ngơ ngát ngát, tâm trạng thật là an ủi, nghiêm mặt nói. Tiểu Ngọc, tỷ lần này quyết định dùng phi tiên vũ, nhưng vũ đạo này tiêu hao rất nhiều chân khí tỷ lại phối hợp hồ tộc độc nhất vô nhị thiên nhiên mị hương bảo đảm không có sơ hở nào nhưng phương pháp này cực kỳ hao tổn linh lực cho nên tỷ cần muội phối hợp lúc tỷ đang biểu diễn muội hãy đến trích tinh đài hấp thu nguyệt quan linh khí vào trong vòng bích linh nó cùng ta linh thần liên kết đến lúc đó nó sẽ đem nguyệt quan chi linh truyền tới có thể giúp tỷ chống đỡ tỷ có thể thành công hoàn thành phi tiên vũ Nói xong, nàng dùng bàn tay trắng miệng của mình, lấy ra một chiếc vòng tay màu ngọc bích, đưa cho Bạch Ngọc Khuyết, lại dạy nàng cách sử dụng, Bạch Ngọc Khuyết gật đầu liên tục, chân thành nói: "Khà khà, tỷ tỷ yên tâm, muội đã nhớ kỹ, ba ngày sau, tỷ tỷ có thể diễm áp quần phương, làm cho Khương hậu kia tức giận ngã chổng vó." Tô Đát kỹ nghe nàng nói như vậy, cười duyên, nói: "Muội cái này nha đầu ngốc này, hiếm thấy thông minh một lúc, được rồi." thấy muội cũng nhịn gần chết, khẩu quyết cũng thuộc, mấy ngày nay liền thả muội ra ngoài chơi, nhưng mà không được đi quá xa, lỡ như gặp phải văn trọng hoặc khương tử nha, muội có 10 cái mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Đạt được tự do, Bạch Ngọc Khuyết hưng phấn không thôi, Tô Đắc Kỷ vừa đi, liền lập tức triển khai thuấn di thuật ra khỏi cung, nhưng khi nhìn đến khung cảnh xung quanh, nàng không khỏi méo miệng, nuốt hai dòng nước mắt, ngẩng đầu hỏi trời xanh. Hu hu. Trời ơi! Y, y, y. Đập vào trước mắt chính là một dãy núi quen thuộc, lùng cây quen thuộc, nấm mồ quen thuộc, đặc biệt là tàn cây ở phía xa, là một bóng người quen thuộc a a a. Là văn trọng. Đáy lòng bạch ngọc khuyết trích gào nửa ngày, thấy người kia vẫn cứ một thân màu hắc y, tay áo phiêu diêu ở phía xa, giống như đang nhìn về hướng xa xăm, mái tóc đen tùy ý lay động, giống như thế ngoại cao nhân, bạch ngọc khuyết âm thầm oán. E! đẹp trai cho cố vào mà đầu óc lại không được bình thường thích tới nghĩa địa hóng gió thiệt là tội quá xui quá xui quá oán thầm thì oán thầm bạch ngọc khuyết cũng không dám khinh thường chút nào rón ra rón rén lùi lại mấy bước thần không biết quỷ không hay niệm thuấn di thuật trốn ai ngờ nàng niệm ba bốn lần mà vẫn đứng yên tại chỗ bạch ngọc khuyết lẩm bẩm lạ nha không lẽ lại nhớ lầm nữa hu hu nhưng mình rõ ràng không niệm sai mà nàng đang cúi đầu niệm lại khẩu quyết, thì một cái âm thanh lạnh như băng quen thuộc vang lên. Lại là ngươi. Bạch Ngọc Khuyết hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy Văn Trọng đã quay người lại, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Bạch Ngọc Khuyết sợ đến độ tim phổi quéo lại, nhưng lại nhanh trí giả ngu, nói. Khà khà, không phải ta, không phải ta. Ồ, anh trai này thật là đẹp nha. Lớn lên thiệt là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong hoa tuyệt đại, nhà anh ở đâu thế? năm nay bao nhiêu tuổi? Có vợ chưa? Tương lai muốn mấy đứa? Đối với việc Tây Quốc xâm phạm bờ cõi ân triều ta, có ý kiến gì không? Bla Ban? chưa nói xong, Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên bị cấm khẩu. Thấy văn trọng trừng nàng, một cách lạnh lẽo mà sắc bén. Cảm giác được một luồng sức mạnh lan tỏa xung quanh, làm cho trái tim bé nhỏ của nàng run rẩy, chết rồi chết rồi. Đột nhiên, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi nhẹ qua những bụi cỏ, lao sao, lao sao. Chương 4 Thuấn Di thuật lừa đảo Nguồn Mê truyện audio com Trời xanh mây trắng, lại có thêm một đàn quả đen thui, nhiều chuyện kêu quát quát bay ngang qua đầu, giống như đang cười nhạo tình trạng cuốn bách của Bạch Ngọc Khuyết lúc này, một cọng lông xấu xí, đen thui thủi rung rinh rơi xuống đầu của Bạch Ngọc Khuyết, tâm trạng nàng chua xót hai hàng lệ tuôn rơi như hai cọng mì chảy xuống gò má, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài không có thiên lý a à, không có thiên lý tại sao nằm vùng cũng trúng đạn là sao không để ý đến bạch ngọc khuyết đang chìm trong bi quan văn trọng nhàn nhạt nhìn những nấm mồ xung quanh họ trầm thấp nói nơi này mai táng đều là thi hài của ân thương tướng sĩ quao wow. cái tên xấu xa kia đang nói chuyện với mình bạch ngọc khuyết kinh ngạc trợn tròn hai mắt văn trọng không có nhìn nàng chỉ chắp tay đứng nhìn chăm chú phía trước nấm mồ nói tiếp những người ở đây, mỗi một người quanh năm đóng tại biên cảnh lạnh lẽo, không sợ sinh tử, mỗi người đều là anh hùng chân chính của ân thương, sau mỗi trận chiến, ta liệm di hài của bọn họ, mang về mai táng ở đây. Núi Bắc Mang, cho bọn họ dù đã chết rồi nhưng vẫn có thể ngày đêm nhìn thấy ân thương phồn hoa thịnh cảnh. Bạch Ngọc khuyết im lặng nửa ngày, thấy nam tử lạnh lùng trước mắt dường như có tâm trạng, nàng quay đầu lại nhìn ngó đầy khắp núi đồi nấm mồ, lòng bất chợt lặng im, một lúc lâu, nhìn phía xa một mảng nấm mồ mới, trầm thấp nói rằng, mỗi người đều có thứ họ muốn giúp lòng bảo vệ, nếu họ có thể vì nó mà chết, họ cũng thỏa mãn, những người này hoàn toàn không cần người khác vì bọn họ mà đau lòng. Văn Trọng nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt lạnh lẽo mang theo vài phần suy nghĩ sâu sắc yên lặng nhìn Bạch Ngọc Khuyết một lúc lâu, Bạch Ngọc Khuyết không hiểu sao lại bị Mỹ Nam nhìn chằm chằm, thẹn quá hóa giận nói, ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao khóe miệng văn trọng co giật, mang theo một nụ cười hiếm thấy, nói Ừ, là chưa từng thấy qua con yêu quái nào mặt dày như vậy. Thấy hắn chế nhạo mình, Bạch Ngọc khuyết nghẹn nửa ngày, cuối cùng phản kích, nói Ta là yêu quái thì sao? Thế gian còn có người tốt với người xấu, yêu quái đương nhiên cũng có yêu tốt và yêu xấu, văn công tử, vì ngươi nghĩ thoáng một chút, không thể lúc nào thấy yêu quái liền đòi chém đòi giết được không? Văn Trọng trầm mặt nói. Nếu ta như những gì ngươi nói, ngươi nghĩ ngươi còn có thể yên lành đứng ở chỗ này nhiều chuyện sao? Bạch Ngọc khuyết trục cổ một cái, bao nhiêu hung hăng kiêu ngạo nhất thời bay sạch sành xanh, e gia, Văn Đại Soái ca thật là lãnh khốc nha, không đắc tội được đại bốt nha. Bạch Ngọc khuyết dùng bộ dáng chân chó, cười nịnh nọt nói. Ha ha, ta biết ngài là nam tử phong hoa tuyệt đại trí dũng song toàn, đương nhiên là sẽ không giống mấy tên phàm phu tục tử không biết phân biệt tốt xấu, khà khà. Văn trọng run rẩy khóe môi nhưng không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng, Bạch Ngọc khuyết lại tiếp tục nói. Ai nha, hôm nay trời đẹp quá, không bằng ta hát cho ngài nghe nhé. Nói xong tha thiết nhìn văn trọng, Bạch Ngọc Khuyết từng được bằng hữu xưng lạc mạch bá, đối với sự nghiệp ca hát trung trinh nhất quán, không từ bất cứ cơ hội nào để mình được thể hiện tài năng trên sân khấu. Nhưng nàng lại không biết, thánh âm của nàng có thể làm cho dân tình hận không thể đập đầu mổ bụng, Bạch Ngọc khuyết vốn tưởng rằng, với cá tính văn trọng, không lên tiếng chính là ngầm thừa nhận, vừa vặn có thể khoe giọng hát, ca ca dù sao cũng hát miễn phí mà, hắn không lý do từ chối sự nhiệt tình của nàng nha, nhưng thế nhưng nhưng nhưng, làm cho Bạch Ngọc khuyết nghẹn họng là, nàng bên này vừa nói xong, văn trọng ngay lập tức không giấu vết lui về sau một bước, gương mặt băng sơn giống. Như xuất hiện một tia sâu sắc vết trách trả lời cực nhanh. Không cần. Trong nháy mắt, trái tim pha lê của Bạch Ngọc Khuyết vỡ vụn, nhưng mặt không đổi sắc nói. Ngài làm gì phản ứng ghê gớm vậy? Thú thật với ngài, giọng hát của ta là độc nhất vô nhị, nếu ngài không nghe, tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Đến lúc đó ngài có năn nỉ, cũng không có cửa đâu. Văn trọng giật giật khóe miệng, mặt không chút thay đổi nói. Giọng hát của ngươi, ta đã lĩnh giáo qua, sách thực là độc nhất vô nhị. Đúng là hàng hiếm. Dừng một chút lại nghiêm túc bổ sung. Yên tâm, ngày đó sẽ không xảy ra. Bạch Ngọc khuyết buồn tê tái, nửa ngày mới nhớ tới đến, lần trước chính mình một người hơn nửa đêm ở đây hát, không phải là cũng bị hắn bắt câm miệng sao? Ách. Người này thật không biết thưởng thức, quên đi, không thèm chấp nhất với một lão già mấy trăm tuổi, tuy rằng xuyên qua rồi, thế nhưng truyền thống kính lão đắc thọ mình vẫn phải biết nha mang theo trái tim bé nhỏ bị tổn thương bạch ngọc khuyết phẫn nộ xoay người đi đột nhiên nàng thắc mắc tại sao văn trọng mỗi lần đều đứng dưới cây đại thụ nàng liền đi tới đó ló đầu nhìn sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt làm sửng sốt từ góc độ của núi bắc mang nhìn xuống toàn bộ cảnh tượng của thành triều ca đều được thu vào mắt hoàn thành nguy nga rộng lớn trong thành hàng ngàn ngôi nhà mọc ung tùng ngoài thành là những ngôi nhà nằm sang sát nối tiếp nhau một cách chỉnh tề mà cổ điển, đường phố rộng rãi, từng đoàn người đi qua đi lại, phản phất có thể nhìn thấy nụ cười giản dị trên mặt họ, cả thành triều ca tỏa ra không khí yên lành và hài hòa, ngay cả người ngoài như Bạch Ngọc Khuyết, thời khắc này cũng thích mảnh đất hòa bình này, nàng tự hồ có thể lý giải được vì sao văn trọng lại. Thích đứng đây, sau lưng chính là ân thương tướng sĩ vì quốc gia hy sinh, dưới chân là các tướng sĩ trung thành hết lòng bảo vệ quê hương cố thổ. Trên thế giới này, có lẽ không có chỗ nào có thể so sánh được với nơi này và có thể tôn vinh ý chí anh hùng của ân thương chiến sĩ bạch ngọc khuyết thở dài một hơi trầm giọng nói văn trọng nơi này đúng là chỗ tốt ngài cũng biết chọn ghê khắp nơi một mảnh vắng vẻ những làn gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai làm mái tóc dài mềm mại của bạch ngọc khuyết bay lên một lúc lâu sau không nghe được tiếng trả lời bạch ngọc khuyết quay đầu lại phía sau từ lâu đã không còn một bóng người Văn Trọng không biết lúc nào đã vô thanh vô thức rời đi, Bạch Ngọc Khuyết thở dài một hơi, lại quan sát Triêu Ca Thành nửa ngày, lúc này mới dùng thuấn di quyết rời đi, trong nháy mắt đã trở về phòng mình, Bạch Ngọc Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc nãy. Không xài thuấn di quyết được, nhất định là tại cái tên ác ma xấu xa kia. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật trụ vương, Bạch Ngọc Khuyết một người ngốc ở trong phòng buồn bực ngán ngẩm, ngẫm lại cái sức sẹo thuấn di thuật của mình, trong lòng bất đắc dĩ liền gọi một tỳ nữ đến để mang nàng đến chỗ tô đắc kỷ xuyên qua những vườn hoa ung tùng sen kẽ giữa những gian cung đài lầu cát đi khoảng gần nửa canh giờ mới đến cung điện của tô đắc kỷ những tỳ nữ giữ cửa thấy bạch ngọc khuyết liền không ngăn cản cúi đầu hành lễ rồi để nàng đi vào cũng đúng mình là đắc kỷ nương nương nghĩa muội trong cung này ai không biết khà khà bạch ngọc khuyết cáo mượn oai hùng nghĩ trong lòng đắc ý vạn phần khi nàng tiến vào Tô Đắc Kỷ đang lười biến dựa vào một cái ghế dựa sơn móng tay, Bạch Ngọc Khuyết đi tới ngồi vào bên giường, cười hì hì nói. Khà khà. Tỷ tỷ, tỷ đang sơn móng tay hả? Tô Đắc Kỷ từ một tiếng, cũng không ngẩng đầu, lười biến tiếp tục nhẹ nhàng sơn móng tay, Bạch Ngọc Khuyết trong lòng tháng phục không ngớt, cổ nhân thật là ghê gớm, thời đại này đã phát minh ra nước sơn móng tay rồi, Tô Đắc Kỷ rốt cục cũng dừng lại. Dũi ra hai bàn tay ngọc phía về mặt trời tỉ mỹ phơi nửa ngày sau đó, chì tay đến trước mặt Bạch Ngọc Khuyết, cười nói. Tiểu Ngọc, mùi nhìn xem móng tay của tỷ đẹp không? Bạch Ngọc Khuyết nghiêm túc đánh giá, 10 ngón tay ngọc ngà, đều được chăm sóc một cách tỉ mỉ, màu sắc trơn bóng, tinh xảo, quả thực không phải vật phàm. Chà chà, tô đắc kỹ thật không hổ là hồ ly tinh vạn năm, thật đúng là tuyệt mỹ giai nhân với 720 độ không góc chết nha, Bạch Ngọc Khuyết xem thập phần tập trung, đột nhiên tráng tê rần, liền thấy tô đắc kỹ mím môi đẹp đến yêu diễm cực kỳ, thiếu kiên nhẫn dùng ngón trỏ đâm đâm trán nàng, giơ ngón tay hỏi. Tiểu Ngọc, muội nói gì đi nha, Bạch Ngọc khuyết chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm vào mấy móng tay, khà khà cười nịnh nọt, nói. Ừm ừm, móng tay này của tỷ tỷ dĩ nhiên là đẹp mười phân vẹn mười, nghiêng nước nghiêng thành. Ừm, nói xong còn gật đầu lia lịa để chứng tỏ độ tin cậy trong lời nói, khóe mắt tô đắc Kỷ giật giật, nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Tiểu Ngọc, bệnh điên của muội thực sự là càng ngày càng nặng, lời nói có chút mê sản. Bạch Ngọc khuyết không để ý lắm, khà khà cười nói. Tỷ tỷ, muội cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao mỗi lần muội niệm thuấn di quyết đều đến núi Bắc Mang, ách tại sao lại như vậy? Tô Đác Kỷ vuốt trán, vô lực nói. Tiểu Ngọc, trước khi niệm thuấn di quyết, muội phải nghĩ tới nơi mình muốn đến, cái này mà muội cũng quên luôn hả? Bạch Ngọc Khuyết ngơ ngác nói. Muội có nghĩ tới nha. Nói đi. Muội đến cùng là nghĩ tới gì? Hu hu, người ta muốn đến không phải là núi Bắc Mang, mà là ra ngoài cung thôi. Tô Đát kỹ lường một cái. Vậy là đúng rồi, lần thứ nhất là muội đánh bậy đánh bạ đi tới núi Bắc Mang, lần thứ hai lại không nghĩ tới một nơi cụ thể mà muội muốn đi, phép thuật tự nhiên sẽ đưa muội tới đó. Bạch Ngọc khuyết chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn Tô Đắc Kỷ nói. Tỷ tỷ, muội biết rồi, tỷ thật là lợi hại nha khà khà. Tô Đắc Kỷ mặc kệ cái nha đầu ngu ngốc này, tự mình cầm lên một hộp son tinh xảo thưởng thức, Bạch Ngọc khuyết cười hắc hắc nói. Ai nha, tỷ tỷ, thúng di quyết này thực sự là hay nha, vậy nếu muội muốn đi đâu liền có thể đi tới đó sao? Khà khà khi Bạch Ngọc Khuyết còn đang mơ tới những chuyến du lịch miễn phí, chảy nước miếng ròng ròng, bất thình lình Tô Đắc Kỷ dội một chậu nước lạnh, tiểu ngọc, trước tiên với pháp lực hiện nay của muội nơi xa nhất muội có thể dùng thuấn di thuật chỉ trong phạm vi thành triều ca này mà thôi nhưng nếu như một ngày nào đó pháp thuật muội tăng tiến có nhiều nơi muội vẫn không thể vào được vì có rất nhiều kết giới cao thâm đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa phấn đấu tu luyện mới là chuyện chính bạch ngọc khuyết hoàn toàn vỡ mộng rầu rĩ gật gật đầu đáp lại. Trong lòng oán thầm. Cái thuấn di thuật này đúng là lừa đảo mà, tưởng là ngon cơm lắm, té ra lại có nhiều khuyết điểm như vậy. E. Chương 5. Tỳ bà tinh bị đau mắt hộp. Nguồn. Mê truyện audio com. Khi hai tỷ muội đang nói chuyện, thì cung nữ ngoài cửa đồng thanh hô lên. Tham kiến đại vương. Sau đó nghe được một giọng nam từ tính, bình thân. Bạch Ngọc khuyết sợ hết hồn nghĩ, này này chuyện này. Đây là muốn cùng thiên cổ hôn quân gặp mặt sao? Này này chuyện này. Hắn đến cũng quá đột ngột nha. Tốt xấu gì cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý chứ. Người ta chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây? Bạch Ngọc khuyết lập dị nói chuyện một mình, không ngờ thanh âm từ tính kia đã đến gần, mang theo mấy phần lấy lòng nói. Đắc kỹ, trẫm đến thăm nàng, hôm qua nam bá hầu đưa tới một cuộn băng tàm quyên trẫm liền đưa đến cho nàng nhìn thử xem có thích không bạch ngọc khuyết từng ly từng tí nghiêm chỉnh dùng một kiểu hành lễ cá biệt mà nàng tự cho là chuẩn đây là sự đúc kết từ nhiều năm cày phim kiếm hiệp ra mắt khấu kiến đại vương đại vương nhìn nàng một cái cười gừ một tiếng bạch ngọc khuyết cực kỳ thức thời yên lặng mà phiêu qua một bên nàng lén lút ngẩng đầu đánh giá vị bạo quân nổi tiếng trước mắt này hắn không quá 28, 29 tuổi, bộ dáng khôi ngô, khuôn mặt anh Tuấn, nhưng khóe mắt mang theo một tia lệ khí, lúc hắn cười lên thì lại biến mất. Ừm, vị bạo quân này cũng có thể coi như là một Mỹ Nam, may mà không giống trên TV, trụ vương toàn là mấy ông già dê sồn, trâu ri sồn soàn, mặt mày dữ tợn, bằng không cả ngày nhìn ói chết. Bạch Ngọc khuyết âm thầm gật đầu đưa ra kết luận, Tô Đắc Kỷ vẫn cứ lười biến tựa vào ghế không nhìn thị nữ đang cẩn thận từng ly từng tí nâng băng tàm quyên, nàng đứng dậy nên tiếp trụ vương, cười mà như không cười nói. Đa tạ đại vương còn nhớ đắc kỷ, thật làm cho đắc kỷ thụ sủng nhược kinh. Lời tuy như vậy, ngữ khí nhưng không hề thụ sủng nhược kinh, đại vương đuối lý, liền tức giận, cười vén vạt áo ngồi trên giường mềm, ông tô đắc kỷ nói. Đắc kỷ, tâm ý của trẫm, nàng còn không biết sao. Tô Đắc Kỷ cọ cọ vào lồng ngực của trụ vương một lúc, sau đó ngồi dậy dùng móng tay hoàng mỹ vừa mới sơn xong của mình đâm đâm cánh tay hắn vạn phần ủy khuất nói đại vương hôm nay không cần đi đến chỗ khương hậu sao ngài đến chỗ thiếp nếu như bị văn thái sư thấy nô tỳ không chừng lại bị gán tội họa thủy đại vương hay là mau đi đi nói xong cúi đầu gạt lệ tỏa ra một luồng nhu mị phong tình bạch ngọc khuyết há hốc miệng nhìn tình cảnh này trong lòng sùng bái phục sát đất cái gì mà oscar Grammy nữ chính xuất sắc nhất. Mấy người mở to mắt ra mà xem nè, đây mới là siêu cấp diễn viên thứ thiệt, Tô Đắc Kỷ một fan giả nai biểu hiện, đã thành công xây dựng hình ảnh của một cô gái yếu đuối ngây thơ vô tội, làm cho trụ vương liên tục thương tiếc cùng ấy nấy, chỉ ôm nàng an ủi, một lúc sau, mặt gia nhân giãn ra, xì xì, nở nụ cười, vạn vật thất sắc, trụ vương nhìn thấy liền mê đắm, xích lại gần. Cuối cùng, bàn một tiếng, hai cái đầu chụm lại, vang lên những âm thanh kỳ quái. Hôn một cái rồi, luồn vào quần áo, luồn tay vào quần áo rồi. A a a, không nên nhìn nha. A a, trụ vương chết tiệt, làm ơn đi, ngài tốt xấu gì cũng là vua của một nước, tại sao lại không chải đầu gọn gàng nha, cái đống tóc chết tiệt của ngài đang ngăn trở tầm mắt của ta đó. Đáng ghét đáng ghét mà, lòng Bạch Ngọc khuyết theo tình tiết trước mắt bùng nổ mà liên tiếp rít gào, này 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 quá kích thích đi này này hai người đã luyện thành chánh quả môn hôn không cần thở sao, này 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 đại vương chẳng lẽ là cầm thú sao, thiên thời không đúng, đây chính là ban ngày đó. Địa lợi không đúng, tại sao không tìm một nơi yên tĩnh nha. Nhân hòa càng không đúng, không thấy nơi này còn có một người sống sờ sờ sao, bạch ngọc khuyết vừa vô thanh rít gào, vừa oán thầm, vừa không chớp mắt to lấp lánh nhìn say sưa không bỏ sót một chi tiết nào của màn đông cung sống này, tô đắc kỹ thở gấp liên tục đôi mắt dịu dàng kiều mị, cho dù có vô dục vô cầu như thượng tiên trên trời cũng phải động lòng. Trụ vương không nhịn được, muốn lập tức đè đắc kỹ xuống giường để làm việc thiếu nhi không nên nhìn. Ai ngờ đâu, hắn vừa mới duỗi chân liền đạp trúng một vật thể không xác định, hắn thở hổn hển quay đầu xem, thì lại thấy một đôi mắt thật bự gần trong gan tất. Tại sao lại có một đôi mắt ở đây, trụ vương lăn lộn nửa cuộc đời, nhưng chưa từng thấy qua đôi mắt như vậy bao giờ khủng khiếp đến nỗi làm hắn sợn cả tóc gáy. Bởi vì đôi mắt này hoàn toàn vượt qua cực hạn nhân loại, lóa sáng xanh thăm thẳm, nhìn mình chầm chầm một cách tràn đầy hưng phấn. Giống như chuột thấy gạo, sói già thấy thỏ, hay như quỷ chết đói mười đời gặp phải miếng thịt thơm ngào ngạt, trong khoảng khắc đó, mọi hứng thú của trụ vương bị dập tắt không còn một mảnh vì quá hoảng hốt. Tiếp pha nít. Cho chừa cái tội ban ngày tuyên dâm, tô đắc kỹ thoáng nhìn, giận dữ nói. Tiểu Ngọc Bạch Ngọc khuyết nhất thời phục hồi tinh thần, không giấu vết lau nước miếng, cười ha hả nói. Ai nha? Xin lỗi xin lỗi, muội vừa thấy một con sâu nhỏ rơi xuống trên lưng đại vương, cho nên muốn tới bắt, khà khà, đại vương là chân mệnh thiên tử, con sâu nhỏ này cũng thật to gan, chờ muội tóm được nó, nhất định cho nó ngủ mã phanh thay, phơi thân hoang dã. Khà khà. Vừa nói vừa hướng về trong góc tìm kiếm, tự biết đối lý nên cười tích mắt, đặc biệt nịnh nọt. Tiểu Ngọc, muội ra ngoài trước đi. Đắc kỷ dùng ngoại sam che lấy thân mình, miễn cưỡng che được cặp ngực khủng của mình, nhìn Bạch Ngọc Khuyết nhẹ nhàng nói, nhưng cặp mắt quyến rũ kia lại tràn đầy cảnh cáo. Tiểu Ngọc, nếu muội không đi ra ngoài, kẻ bị ngủ mã phanh thay phơi thân hoang dã chính là muội đó. Bạch Ngọc Khuyết hiếm khi thông minh có thể hiểu ánh mắt tô đắc kỷ, nàng rụt cổ một cái, vừa nhanh chóng thụt lùi tới cửa, cười ha hả nói. Muội lập tức đi ngay. Cái kia. Hai người cứ tiếp tục. Tiếp tục. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, Bạch Ngọc khuyết phóng thẳng ra xa mười mấy trường, sau đó mới thắng lại, lau mồ hôi lạnh, âm thầm tự trách. Ê, cái tội ham hố thích xem đông cung sống, làm bể chuyện tốt của người ta, đáng đời bị đau mắt hộp. Làm bậy không thể sống mà, trong phòng, Tô Đắc Kỷ dùng đôi tay trắng như tuyết của mình mềm mại quấn vào cổ trụ vương, điệu đà nói. Đại vương, xin đừng để ý tới cái con bé ngốc tiểu ngọc kia, chúng ta tiếp tục. Mỹ nhân mị nhãn như tơ, hơi thở như lan, chỉ tiếc trụ vương vừa bị khủng bố xong, nên lại chấn không nổi hùng phong được, hắn lại không dám thú nhận trước mặt mỹ nhân, nên tay hắn mang theo cứng ngắc ôm lấy mỹ nữ vào ngực, tà tà cười một tiếng nói. Đắc Kỷ, đừng nóng vội nha, để trẫm ngắm nàng thật kỹ trước. Nói xong hắn thò tay vào áo nàng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cung nữ bẩm báo. Khởi bẩm đại vương, văn thái sư sai người đem tấu chương mấy ngày trước trả lại, nói rằng, muốn tiếng cung tối nay cùng ngài thảo luận quốc vụ. Đại vương không giấu vết thở vào nhẹ nhõm, lập tức đứng lên, vừa an ủi tô đắc kỹ. Đắc kỹ, trẫm ngày khác trở lại thăm nàng. Vừa vội vã rời đi, phía sau, Tô Đắc Kỷ oán hận nhìn chầm chầm nam tử cao to lưng, trắng răng gằn từng chữ. Văn, trọng. Trụ vương vừa đi tới cửa cung thì chợt thấy xa xa có một bạch y nữ tử đang rụt cổ, ngồi sổn dưới một gốc cây, vào đầu bức tóc, của, đây không phải là em vợ trên danh nghĩa của mình sao, nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, trụ vương ngoắc ngoắc khóe môi, chậm rãi đi tới, bạch ngọc khuyết đang kiểm điểm hành vi vô đạo đức của mình vì phá hoại chuyện tốt của người ta, đột nhiên, thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đàn ông cực kỳ tinh xảo, tim hồi hộp, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy một bóng. Người cao to đứng ngược sáng, với một bộ tóc bù xù giống như sư tử ngủ đông, nhưng lại sặc mùi nguy hiểm. Bạch Ngọc khuyết sợ hãi bật dậy, ai ngờ đâu, bởi vì ngồi sổn lâu quá nên máu huyết không thông, nên bị hoa mắt, quay một vòng liền té xuống, nàng e da, nửa ngày, mở mắt liền bị sốc nặng. Lúc này nàng giống như một con rùa đen bốn chân úp sấp xuống đất, Tư thế cực kỳ khó coi, nhưng mà đây chưa phải là đáng sợ nhất, làm cho nàng cực kỳ tuyệt vọng là, miệng nàng thì sạch mùi da dày, nàng thăm dò giật giật hàm răng, ngờ ngỡ có thể cảm giác được miệng nàng có gì đó chậm rãi động đậy, đúng. Vậy, quả nhiên không có xui xẻo, chỉ có cực kỳ xui xẻo hơn mà thôi. Bạch Ngọc Khuyết Bi vẫn nghĩ nàng giờ khắc này dùng tư thế cúng bái ôm chặt chân trụ vương. Xa xa còn nghe được tiếng các cung nữ thấp cười thầm chậm rãi truyền tới, Bạch Ngọc khuyết mặt đỏ tới mang tai, hận không thể lấy dao tự mổ bụng để lấy lại chí khí hào kiệt của mình, nhưng thứ nhất nàng không có dao, thứ hai không có tự cung vật cúng, chỉ có thể chậm rãi đứng lên, cúi đầu chuẩn bị tâm lý tiếp nhận nỗi nhục thiên cổ từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Ngươi cái con bé này, không ngờ mấy ngày không gặp, lại trở nên thú vị như vậy, ha 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 một thanh âm mang theo ý cười chậm rãi vang lên bạch ngọc khuyết xấu hổ muốn chết cúi đầu nói đại vương thần lúc nãy không cẩn thận tuyệt đối không phải cố ý gặm giày của ngài ngài ngón chân của ngài không có chuyện gì chứ e da yeah, đúng rồi xin lỗi ai ngờ khi nàng nói xin lỗi xong đại vương liền cười to lên ha 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 xa xa những cung nữ giữ cửa lén lúc nhìn về bên này hoàn toàn bất ngờ khi thấy vị bạo quân tính khí bất thường này hiếm thấy cười to, Bạch Ngọc khuyết sợ hãi nhìn đại vương, người này làm sao, chẳng lẽ bệnh điên phát tác rồi, thật đáng sợ, hắn sẽ không mất đi sự khống chế mà thương tổn tới cô gái yếu đuối như mình chứ. Bạch Ngọc Khuyết vừa nghĩ vừa lặng lẽ di chuyển qua một bên, trụ vương thấy hành động này của nàng, đột nhiên dừng cười, tà tà nhìn Bạch Ngọc Khuyết nói. Tiểu Ngọc, ngày kia là sinh nhật trẫm, trẫm rất chờ mong lễ vật của ngươi nha, đừng để cho trẫm thất vọng đó. Nói xong. Không chờ Bạch Ngọc Khuyết trả lời, liền xoay người nhanh chân đi, Bạch Ngọc Khuyết trợn mắt ngoác mồm, trời đất. Mình cũng phải chuẩn bị lễ vật sao? Này 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 trụ vương cũng quá mê tiền rồi, ngay cả một bé gái nghèo kiết xác như mình cũng không tha, ngươi có phải là cầm thú hay không nha, thảo nào bị coi là bạo quân, thiệt là, không oan uổng chút nào hết. Chương 6 Thương Triều Đệ Nhất Mỹ Nam nguồn mê truyện audio com suốt hai ngày nay bạch ngọc khuyết cực kỳ ngoan ngoãn nằm lì trong phòng không phải nàng tự nhiên đổi tính muốn làm trạch nữ bởi vì hai ngày nay nguyên cả hoàng cung đang loan truyền hàng loạt scandal của nàng đáng sợ đến nỗi nàng chỉ có thể trốn ở trong phòng ví dụ như bạch tiểu thư không màng đến tỉ muội tình thâm sẵn sàng nằm rạp dưới chân anh rể để cầu hắn một cái liếc mắt xấu đông thi dụ dỗ không được gào khóc trốn trong phòng, Tây Thi tỷ tỷ thì lại khoan hồng độ lượng bỏ qua hiềm khích lúc trước. Tỷ muội tình thâm, nhưng cũng không thắng được sức hấp dẫn của tình yêu, xem ra hậu cung chuyến này có nhiều chuyện hay để quay đi. Hê hê hê. BLA Được rồi, được rồi, chỉ là mấy thứ tinh đồn nhảm thôi, sao mặt mày muội ủ rũ như vậy, thật không có tiền đồ gì hết. Một ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào trán bạch ngọc khuyết. Bạch Ngọc Khuyết nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn tốt kỹ. Tỷ tỷ, người ta vẫn chưa lấy chồng đó, đồn đãi khủng khiếp như vậy còn ai dám lấy muội nữa chứ? Hu hu hu. Tô Đát Kỷ vừa bực mình vừa buồn cười, thăm dò hỏi. Tiểu Ngọc có người trong lòng rồi sao? Bạch Ngọc Khuyết bịt mờ lắc lắc đầu, tốt kỹ, xì xì, nở nụ cười, đánh giá Tiểu Ngọc từ tới chân vài lần, rồi từ tốn nói. A phải chăng? Tiểu Ngọc, muội đang tư xuân nha, tư. Tư. Tư xuân. Bạch Ngọc khuyết quẩn bách không thể nói lại sững sờ một lúc lâu, Tô Đắc Kỷ đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, Tiểu Ngọc nhìn thích không? Bạch Ngọc khuyết khó hiểu nhìn Tô Đắc Kỷ, không biết nàng đang hỏi gì, Tô Đắc Kỷ cũng không giải thích, chỉ cười như không cười nhìn Bạch Ngọc khuyết, trong mắt thâm ý sâu sắc, mất hết nửa ngày, Bạch Ngọc khuyết rốt cục cũng hiểu ý nàng, đây là đang hỏi, đông cung sống, ngày đó nha. Tiểu Ngọc nhất thời dở khóc dở cười, ngượng ngùng cúi đầu e thẹn. Tô Đác kỹ nhìn sắc trời một chút, đứng dậy, nói. Tiểu Ngọc, tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, Mụi chuẩn bị một chút rồi đến trích tinh đài đi, đến lúc đó, khi nhìn thấy vòng bích linh này phát sáng, Mụi cứ dựa theo những gì tỷ nói đem nguyệt quan khía vào bên trong là được. Bạch Ngọc khuyết gật đầu, ung dung nói. Tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm, Mụi nhất định không làm sai sót. Tô Đát kỹ lắc lắc đầu, nói: "Ê, e, muội đó, cái con bé này, tỷ thực sự không yên lòng, chuyện này liên quan đến nhiệm vụ hạ phàm của chúng ta, tuy bây giờ tên đại vương kia đối xử với tỷ không tệ, nhưng còn chưa tới mức vượt qua quốc gia đại sự, lần này, nếu Phi Tiên Vũ thành công, hắn nhất định sẽ đối với tỷ muốn gì được nấy, đến lúc đó, tỷ muội chúng ta có thể hoàn thành đại sự. Hiểu không?" Bạch Ngọc khuyết dùng sức gật đầu hiểu luôn. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi có thể yêu cầu đại vương mặc lộ mỏng múa điệu phi tiên vũ cho ngươi xem, hắn cũng sẽ lập tức đáp ứng tô đắc kỹ vẫn không yên lòng, lại cố tình nhắc đi nhắc lại phương pháp sử dụng vòng bích linh, rồi mới rời đi. Bạch Ngọc Khuyết thấy Tô Đắc Kỷ coi trọng buổi diễn đêm nay như vậy, cũng không dám chậm trễ, cơm tối còn chưa kịp ăn, đã thay một bộ bạch y, đồ trắng, đơn giản, mang một ít đồn, xuất phát hướng về trích tinh đài, sở dĩ lại là bạch y, là vì vị ngọc tỳ bà kia có vẻ rất thích màu trắng, tất cả quần áo trong tủ đều có màu trắng, khác biệt duy nhất chính là tỷ lệ màu sắc. Có trắng tinh, trắng sữa, trắng kem. May mà nàng học được thanh khiết thuật, Bạch Ngọc Khuyết mới không sợ làm bẩn quần áo, chỉ qua loa chấp nhận số phận, xài đại đồ của chủ cũ. Tiếp pha nít. Chứ có phải tỷ con muốn bỏ đôi giày nạm ngọc sao? Tiệc mừng thọ trụ vương được tổ chức bên trong vạn phúc điện. Đây là tòa cung điện lớn nhất. Cung điện này chuyên môn dùng để hoàng đế chiêu đãi quần thần, mỗi khi đến ngày mừng thọ đế hậu, ngày đại hôn của các hoàng tử, hoặc là chiêu đãi sứ giả các nước, hoàng đế sẽ mở tiệc ở Vạn Phúc điện, ngày mừng thọ trụ vương cũng là một trong những sự kiện quan trọng nhất ân thương hàng năm, hôm nay cũng không ngoại lệ, chư hầu bốn phương đông tây nam bắc toàn bộ đến đông đủ. Thừa tướng Tỷ ca ngồi bên phải vị trí cao nhất, sau đó Khương quốc cửu phụ thân của Khương Hậu, Đông Bá Hầu. Khương Hoàng Sở, Tây Bá Hầu. Cơ xương mang theo trưởng tử bác khảo ngồi dưới tay Đông Bá Hầu. Kế đó, Nam Bá Hầu, Ngạc Sùng Vũ cùng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Đại thần còn lại đều dựa theo cấp bậc mà ngồi dưới tứ hầu, chỗ cao nhất trên đại điện, có hai chiếc ghế ngang hàng nhau, mọi người cũng không chút nào kinh ngạc, đều biết đó là đại vương đặc biệt dành cho văn thái sư. Văn trọng này, không chỉ là đế sư từ nhỏ đã dạy trụ vương đạo trị quốc đạo hạnh cao thâm trí dũng song toàn luôn luôn vì ân thương giải quyết nhiều nguy cơ hết lần này tới lần khác nói một cách khác ân thương sở dĩ có thể yên ổn phồn vinh như hôm nay phần lớn công lao đều dựa vào văn thái sư bởi vậy trong lòng ân thương bách tính văn trọng được tôn kính như thần và địa vị của hắn không ai có thể so sánh bao gồm cả đại vương tất cả dân chúng đều tin rằng chỉ cần vị thần này còn ở một ngày Quốc gia bọn họ có thể luôn mãi an bình, tuy rằng Đại Vương tính khí táo bạo, nhưng đối với Văn Trọng có thể coi như là nói gì nghe nấy. Mỗi lần đến những dịp trọng đại, Đại Vương đều đặc biệt cho phép Văn Trọng ngồi sống vai với mình, lấy đó làm sự tôn trọng. Chuyện này vốn làm trái quy củ, nhưng ngay cả người luôn chú ý đến tôn ti lễ phép như thừa tướng, tỷ can còn không ý kiến, người khác càng không dám xen vào. Lúc này, Đại Vương và Văn Thái sư còn chưa tới trong đại điện bầu không khí vô cùng ung dung thoải mái, mọi người từng người tìm người quen nói chuyện phím. Thừa tướng Tỷ can đang cùng Đông Bá Hầu thảo luận một vùng phong thổ Đông Hải, thấy hai người bọn họ không chú ý đến mình, cơ xương nói khẽ với trưởng tử bá ấp khảo. Ấp khảo, cha biết con không thích đến đây, nhưng con cũng biết, cha đã một bó tuổi rồi, thân thể càng ngày càng suy yếu, cha tính sang năm truyền tước vị cho con, cho nên, lần này mới mang con đến, là muốn đại vương thấy mặt con trước, chỉ khi nào con chiếm được sự đồng ý của đại vương, sang năm phong tước mới có thể không có sơ hở nào, bởi vậy, con phải nhẫn nại chút. Bá ấp khảo nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu lên, trong giây lát đó, tự hồ thiên địa vạn vật, toàn bộ hào quang đều tập trung trên gương hắn, cao quý mà thần thánh, lui qua lui lại, vài tỷ nữ châm rượu nhìn hắn đột nhiên va vào nhau, sau khi đứng lên cũng si ngốc nhìn phương hướng bá ấp khảo giống đã quên đây là khi nào nơi nào, mãi đến khi tổng quản thấp giọng răng dậy, mới từng người từng người một đỏ mặt trời đi. Đây là một nam tử như ngọc, hắn một thân rộng lớn vải bông thu y, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhìn kỹ, lại phát hiện cổ và tay áo đều dùng phương pháp theo ngầm làm cho hoa văn lúc ẩn lúc hiện, bên hông buộc một cái ngọc bội màu trắng, bên trên là long đằng ống ánh, tạo cảm giác nhu hòa mà nội liễm sự kết hợp tuyệt hảo này càng làm tôn thêm vẻ cao cao tại thượng đầy quý khí của hắn toàn bộ mái tóc đen tuyền mượt mà của hắn được cố định bằng một cái ngọc quang màu trắng chỉ để lại trán vài sợi tóc rối đoan trang bên trong thoáng hiện ra một tia lơ đẳng phiêu giật tóc toàn bộ kéo lên sau lộ ra một bộ mặt tuyệt mỹ một cách hoàn chỉnh cực kỳ lạnh nhạt đoan lệ khuôn mặt độ công vô cùng nhu hòa nhìn qua có vẻ như là một thanh niên đẹp trai thân thiện nhưng đôi mắt phượng sâu thăm thẳm lại không thấy đấy khi hắn nhìn người khác thì không có một gợn sóng giống như thiên quân vạn mã chạy chồng bao phủ trọc lãng trùng thiên nhưng khi chạy vào đôi mắt đó liền nhất thời trở nên tỉnh lặng hoàn toàn như chưa từng xuất hiện khiến người ta vừa nhìn biết ngay hắn cũng không phải là người có thể tùy ý làm quen làm cho tất cả mọi người hoàn toàn không kìm lòng lui về phía sau vài bước vì sợ tục khí trên người họ sẽ làm bẩn người nam tử giống như trích tiên này, đây chính là Tây Bá Hầu cơ xương trưởng tử, ân thương vương triều nổi tiếng không người không biết, nhưng lại không có cơ hội thấy, đệ nhất Mỹ nam tử, bá ấp khảo, nghe cơ xương nói như vậy, bác khảo thở dài, lạnh nhạt nói. Phụ thân, ngài cũng biết con thực sự vô tâm quyền vị, nhị đệ thiên tư thông minh, văn võ song toàn, là người có chí lớn, tại sao ngài lại không đem tước vị truyền cho nhị đệ? cũng coi như mọi người cùng vui. Cơ xương cẩn thận nhìn chung quanh, quay đầu để sát vào báp khảo thấp giọng nói. Ấp khảo, cơ phát tuy rằng cũng ưu tú, nhưng so với con, vẫn chênh lệch rất nhiều, con cũng biết tây kỳ của chúng ta, xưa nay càng cỗi, vi phụ tin chắc, chỉ có con mới có thể thống lĩnh bách tính Tây Kỳ đi đến con đường hạnh phúc, cha biết con chí ở Sơn Thủy, vô tâm chính trị, vì Tây Kỳ mấy trăm ngàn cùng khổ bách tính, vi phụ vẫn là hy vọng con có thể gánh lấy trọng trách này. Nhìn cơ xương kiên định ánh mắt, bá ấp khảo biết phụ thân tâm đế quyết, buông xuống mí mắt thở dài. Đúng vào lúc này, cửa đại điện thái giám lớn tiếng hô. Đại vương giá lâm. Văn thái sư đến. Quần thần dồn dập cuối người hành lễ, tâm tình của đại vương hôm nay hình như cực kỳ tốt, cười khoát tay miễn lễ. Các vái khanh bình thân. Nói xong, hắn xoay người nói với người đang đi bên cạnh hắn, văn trọng, thái sư, mời ngài an tọa trước. Văn trọng cũng không chối từ, vén áo choàng ngồi xuống, trụ vương lúc này mới ngồi xuống sau, chính chủ đến, quần thần được phép khai yến, trái cây rượu thịt tuôn như nước bưng đến, trụ vương cười to nói. Khai yến, các phái thanh tha hồ nhậu nhẹt, thỏa thích thưởng thức ca vũ. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, trên đại điện đột nhiên giống như hoa hồ điệp bay ra hơn 10 vị vũ cơ ăn mặc đơn bạc lộ mỏng màu hồng, mỗi người đều có khuôn mặt diễm lệ, thân thể theo điệu múa lại nhưỡng như hiện ở lụa mỏng, tạo nên cực hạn mê hoặc, chúng đại thần xem xong mê mắt, ai ai cũng chăm chú thưởng thức, không ngừng gật đầu tán thưởng, đột nhiên, tiếng nhạc chợt tức cao lên, mọi người ngẩn ra, liền thấy thân ảnh một nữ tử mang màu vàng lụa mỏng để trần trắng như tuyết bàn chân nhỏ từ. Trên trời giáng xuống, nàng một mái tóc mượt dài xả phía sau, đỉnh đầu mang theo đặc biệt vòng hoa, dùng cỏ tùy ý bệnh thành, phía bên trên còn động lại những hạt sương đêm trên những đóa hoa trắng tinh khiết. Phía sau nữ tử là một dải lụa trắng dài, toàn thân nàng là vô số cánh hoa với hương thơm quanh quẩn, càng làm tôn lên vẻ đẹp như mộng ảo của cô gái tuyệt sắc kia, giống như yêu cũng giống như tiên, làm cho những vũ cơ xung quanh trong phút chốc lại lu mờ, tựa như trên trời và dưới đất mọi người ngay lập tức đều ngây ngẩn, tô đắc kỹ xoay tròn bay xuống giữa đại điện, toàn bộ vũ cơ lặng lẽ lui xuống, tốt kỹ hướng về trụ vương lượng lờ thi lễ một cái, nhu mị nở nụ cười, tiếng nói như chim hoàng oanh. Nô tỳ bái kiến đại vương, chúc đại vương vạn phúc vô cương, thọ cùng thiên địa, nô tỳ hôm nay nguyện dân lên đại vương, phi tiên vũ, làm quà mừng thọ, mong rằng đại vương sẽ thích giọng nói nhu mị có thể chảy ra nước, chỉ sợ cho dù là thánh thần, cũng phải mê, trụ vương quả nhiên mở con mắt, lập tức muốn xuống dưới điện đỡ nàng đứng dậy. Ngồi ở bên cạnh hắn, văn trọng nhàn nhạt nhắc nhở. Đại vương, chú ý hình tượng. Trụ vương nhất thời phục hồi tinh thần lại, ngồi xuống, nhìn về phía tô đắc kỹ cười nói. Cái kia, trẫm liền đợi quà tặng của ái phi. Tô đắc kỹ ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng nở nụ cười, sáu trúc thanh âm đột ngột vang lên. Chương 7 Tì bà tin quả nhiên lại phạm sai lầm. Nguồn Mê truyện audio.com Đêm nay 15, trăng vừa to vừa tròn, ánh trăng dường như không ngừng chiếu trên thế gian vạn vật, trên trích tinh đài, bạch ngọc khuyết một thân bạch y, bóng lưng phản phất như tiên tử lạc vào nhân gian. Có điều, vị tiên tử này rất không có hình tượng ngồi xếp bằng dưới đất, đặt một chiếc vòng ngọc bích trước mặt, làm phép để nó hấp thụ, nguyệt quan linh khí chiếc vòng kia lập tức xuất hiện một dòng ánh sáng lưu chuyển lúc ẩn lúc hiện. Bạch Ngọc Khuyết mở to mắt, nhìn chầm chầm vào vòng bích linh trước mặt, cứ cách một lúc, chờ ánh sáng trên vòng yếu đi, nàng liền làm một động tác quái dị. Trong phút chốc, Nguyệt Quang Linh Khí từ từ ngưng tụ lại xung quanh vòng tay rột như làn khói từng chút từng chút rót vào vòng bích linh, Bạch Ngọc Khuyết đắc ý tự nhủ. Nhiệm vụ đơn giản thế này, nàng ta còn lo lắng mình không làm được, thật quá khinh người mà. Vừa nói xong, nàng vươn tay sang cái túi bên cạnh lấy ra một miếng bánh hoa quế thơm ngon, cắn một miếng, o, một cái, rồi tiếp tục vừa ăn vừa hưởng thụ. Lúc này trong vạn phúc điện, phi tiên vũ của Tô Đắc Kỷ đang trong giai đoạn cao trào, nàng tựa như tiên tử, thân thể giữa không trung yêu mị như rắn, kinh tâm động phách xoay tròn, uống mình, ngửa ra sau, đá trước, mái tóc đen dài chập chờn phiêu chuyển theo kỹ thuật nhảy uyển chuyển trong xương trắng, lộ mỏng trắng gân vật sống duỗi dài ra. Không trung, tự hồ tràn ngập đại điện, tạo nên một thân huyễn ảnh, những giải lụa trắng kia lưu lạc khắp nơi, chúng đại thần đều không kìm lòng được muốn đưa tay chạm đến, Tô Đắc Kỷ đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, giải lụa chợt biến thành ngàn vạn cánh hoa từ trên trời rơi xuống, trong lúc nhất thời, hương thơm phân tán khắp điện. Thấy mọi người đều say mê điệu mộ của mình, ánh mắt Tô Đắc Kỷ vừa chuyển, nhân lúc mở rộng hai tay, bí mật vận động linh khí trong cơ thể, một hương thơm kỳ dị chậm rãi từ trong cơ thể nàng lan ra, mùi hương này lúc đầu chỉ nhàn nhạt hòa vào những cánh hoa đang tung bay trên bầu trời, không làm người chú ý, rồi lại tăng lên một chút, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mê say, trong vạn phúc điện, quần thần bị kỳ hương này vô thanh vô thức thấm vào, ánh mắt từ từ trở nên mê ly, càng ngày càng. Chăm chú nhìn chầm chầm vào tuyệt đại yêu cơ giữa điện, liền ngay cả người nổi tiếng luôn luôn lấy chính trực làm trọng như thừa tướng tỷ can, cũng chìm đắm trong đó khắp nơi kinh diễm nhìn nữ tử giữa không trung toàn bộ đại điện, chỉ có hai người vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo, thần trí bình tĩnh, đó chính là văn trọng và bá ấp khảo. Bá ấp khảo chống tay ngồi xếp bằng, không gợn sóng lẳng lặng nhìn tô đắc kỹ múa, nửa ngày sau, hắn bất động thanh sắc nhéo cơ xương một cái, ánh mắt cơ xương nhất thời thanh tĩnh lị, mê mang ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc nhìn toàn bộ quần thần trong đại điện đều trong trạng thái mê muội quay đầu nghi ngờ nhìn trưởng tử kinh tài tuyệt diễm của mình dùng ánh mắt hỏi dò, bá ấp khảo nhìn hắn chậm rãi lắc đầu, cơ xương chỉ đành đè xuống sợ hãi và bất an trong lòng, không nói tiếp nữa trên vị trí. Cao nhất kia, văn trọng đoan chính ngồi vững vàng như đá, lạnh lùng nhìn nữ tử đang múa giữa không trung, đáy mắt đen lộ ra một vòng xoáy không rõ, một lúc lâu sau, hắn nhìn theo hướng khác của điện, khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh đột nhiên biến mất ở trên đài cao, mọi người vẫn như mê như say như cũ ngắm, phi tiên vũ tiêu diễm cực kỳ nhưng ẩn dấu huyền cơ, ngoại trừ bá ấp khảo, toàn bộ người trong vạn phúc điện không ai phát hiện ra văn thái sư ngồi ngay ngắn trên đài cao đã không còn đó. Lúc văn trọng vô thanh vô tức tới tiếp tinh đài, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Một bạch y nữ tử, ngồi xếp bằng dưới đất, tay phải dùng một tư thế kỳ quái, thỉnh thoảng xoay qua điểm vào vòng ngọc bích trước mặt một cái, sau đó thì có thật nhiều vần sáng màu vàng xoay tròn bay lượn ngưng tụ vào chiếc vòng tay kia, nữ tử tay trái cầm một cái đùi gà, đã bị gặm vài miếng, hình dạng vô cùng thê thảm, nàng gian nan nuốt miếng thịt gà trong miệng, ngâm nga đứt quãng một bài hát kỳ quái mà văn trọng cho rằng, rất sâu sắc ấn tượng. Em là một người dân. Nhà hát. Hôm nay thiệt là vui. Ca ca ca. Hôm nay thiệt là vui. Trong nháy mắt, Văn Trọng thật sự hoài nghi, Ngọc Tỳ bà thật sự là yêu quái sao? Sao tính cảnh giác lại thấp như thế? Mình cũng đã cách nàng gần như thế rồi nàng còn không hề có cảm giác yêu quái như thế này. Sao nàng có thế sống sót tới bây giờ? Văn trọng vốn là đến giáo huấn tiểu yêu vẽ đường cho hưu chạy này. Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, không biết làm sao, lửa giận kia trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nữa. Hắn nỗ lực thu lại ý cười trên mặt, chậm rãi đi tới, bạch ngọc khuyết hai ba ngụm gặm xong cái đùi gà kia, rất tự nhiên ném xuống, niệm thanh khiếp thuật một cái, vấy mở trên tay trong phút chốc không thấy tăm hơi, một bàn tay nhỏ bé lại sạch sẽ trắng miệng, bạch ngọc khuyết giơ tay lật qua lật lại tỉ mỉ xem xét nữa. Ngày, trung vai cười lớn. Ha ha ha. Phép thuật đúng là tuyệt vời. Xuyên qua cũng tuyệt vời. Nhân sinh thiệt là tuyệt vời, nhất thời nhịn không được, lại lên tiếng nói toạt ra tiếng lòng của mình. Thật cao hứng hắc hắc hôm nay đại gia ta thật cao hứng. Hắc hắc. A a a Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Bạch Ngọc Khuyết rốt cục cũng phát hiện Văn Trọng phía trước, Văn Trọng hôm nay vẫn cứ một thân áo đen, thân ảnh cao lớn lạnh lùng đứng ở nơi đó, tự hồ ánh trăng đều bị dọa đến nhượng bộ lui binh, sau đó, Bạch Ngọc Khuyết bỗng nhiên phát hiện, không phải tự hồ, mà là chính xác trăm phần trăm, Nguyệt Quang Linh Khí cũng không thấy luôn. Nàng chưa từ bỏ ý định lại điểm một cái, vẫn không có một tí nguyệt quang linh khí tụ đến, rõ ràng cao nhân ở đây, chuyện hôm nay sợ là không thành, Bạch Ngọc khuyết thở dài, đứng dậy, cười chào hỏi. "Này, Văn Đại Soái ca, đã lâu không gặp, ngươi cũng tới ngắm sao sao?" Văn Trọng không trả lời, duỗi một bàn tay thon dài ra, vòng ngọc trên đất kia liền vèo một tiếng bay vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo kia nhìn vòng tay nửa ngày không thấy được biểu tình, Bạch Ngọc Khuyết chỉ sợ hắn làm rớt chiếc vòng bích linh mà Tô Đắc Kỷ vạn phần quý trọng, chỉ lo cướp lại, tiến lên hai bước nói. Ê nha nha, trả lại cho ta, sao ngươi lại tùy tiện động vào đồ của người khác như vậy á? Văn Trọng ánh mắt lóe lóe, lạnh lùng nói. Ngọc tì bà, ngươi vẽ đường cho hưu chạy, không thể tha. Bạch Ngọc Khuyết sợ hết hồn, vội vàng hai tay chấp lại, ngoan ngoãn tiến lên. Soái ca à, Tha mạng a ta! Ta thực ra là một người có tâm địa thiện lương người gặp người thích nha, không tin. Không tin ngươi hỏi tỉ tỉ ta đi. Khóe miệng văn trọng kịch liệt giật giật, từ khi cha sanh mẹ tới giờ đây là lần thứ nhất, hắn có một luồng cảm giác vô lực, thấy tiểu yêu kia không biết trời cao đất rộng dùng một tư thế kỳ quái, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, như một tù nhân bị hàm oan lòng tràn đầy tuyệt vọng khẩn cầu nhìn chầm chầm thanh thiên đại lão gia. Hy vọng có thể chứng minh chính mình thuần khiết Văn trọng cảm giác tiếng nói của mình tựa như vô lực Người sao lại giúp cô đác kỹ hại người Bạch Ngọc quyết lập tức bất mãn Hùng hồn nói Cái gì mà hại người Sao người nói khó nghe như vậy Không phải tỷ tỷ ta chỉ muốn giành lại Sủng ái của đại vương thôi sao Có câu nói Nữ nhân không muốn làm sủng phi thì không phải là phi tử Tỷ tỷ làm như thế Hoàn toàn là chuyện đương nhiên Có cái gì không đúng chớ Văn Trọng lạnh lùng nói. Cải chày cải cuối. Hoàn toàn là nói bậy. Dùng tà môn ma đạo để mê hoặc, làm trái thiên lý. Nếu không phải ta thấy nàng vẫn an phận thủ thường, ta đã giết nàng rồi. Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên nhảy một cái, cao mày nói. Tỷ tỷ bất quá là vì muốn giành sủng ái của đại vương mà thôi, phương pháp này tuy rằng hơi lố, nhưng nói cho cùng, cũng không phạm sai lầm lớn, chí ít cũng không tổn thương người khác. Ngươi lúc nào cũng dùng lý do này để nói, không mệt sao. Gân xanh trên trán văn trọng nhảy nhảy, có một cảm giác vô lựa của nước đổ đầu vịt, mặc dù cô gái này thường nói vài từ hắn chưa từng nghe qua, nhưng mình biểu cảm sống động trên mặt nàng. Cũng có thể hiểu được hơn phân nữa, đang định đáp trả, cô gái trước mắt dường như nghĩ tới điều gì, vội la lên. Ta không nói với ngươi nữa, nói chung, chúng ta tuy là yêu, nhưng sẽ không tùy ý hại người, hy vọng ngươi cũng không tùy tiện diệt yêu. Nói xong, độc thuấn di quyết rồi vội vội vàng vàng bỏ chạy, nhìn theo phương hướng nàng rời đi, chính là vạn phúc điện, hẳn là đi tìm con hồ ly tinh kia, văn trọng hồi tưởng lại câu nói khí phách kia, cùng với ánh mắt vô tội mà lẫm liệt của tiểu yêu kia trước khi đi, không biết làm sao, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Thì ra trên đời này còn có yêu quái cực phẩm đến như vậy, lúc Bạch Ngọc Khuyết chạy tới vạn phúc điện, tô đắc kỹ đang múa giữa không trung, đột nhiên cảm thấy người vô lực vô ý rơi xuống toàn bộ vạn phúc điện thoáng chốc loạn tung lên quần thần đều cực kỳ hoảng loạn thương tiếc nhìn mỹ nhân rơi xuống giữa điện trụ vương từ chỗ ngồi chạy xuống rất nhanh đi tới đỡ tô đắc kỷ ông lấy nàng hoảng loạn hỏi đắc kỷ nàng không sao chứ có bị thương không trong lòng tô đắc kỷ oán hận mắng bạch ngọc khuyết ngươi cái nha đầu ngu ngốc này một chuyện nhỏ như thế cũng làm không được ta quả nhiên nói không sai. Trên mặt nàng yếu đuối trắng xám cộng thêm bộ thống khổ, cúi thấp xuống lông mi yếu ớt nói. Đều tại nô tỳ không tốt, làm đại vương mất hứng. Mỹ nhân bị thương, nhưng một lòng vì chính mình suy nghĩ, đại vương càng thương tiếc, ôm nhu nói. Không sao, đắc kỹ, nàng bị thương nơi nào không? Tô đắc kỹ vùi đầu vào ngực đại vương, đùng đồng tiền vẽ đắc ý, đa tạ đại vương quan tâm, nô tỳ không sao, chỉ là vừa bỗng nhiên rơi xuống, ngực có chút đau, nô tỳ muốn về nghỉ. Đại vương cũng không nhớ tiệc mừng thọ chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn các phi tầng khác chưa triển khai tài nghệ, hắn vội vã vung tay áo, cao giọng nói với quần thần. Trẫm đi trước, chư vị ái khanh cứ tiếp tục thưởng thức ca vũ. Nói xong, ông Tô Đác kỹ nhanh chân rời đi. Trong điện quần thần hai mặt nhìn nhau, nhau trao đổi ánh mắt thấp thỏm. Đại vương đi rồi, chúng ta lại ở đây thưởng thức kỳ nghệ của các vị nương nương, việc này hình như không thích hợp nha, Bạch Ngọc Khuyết vừa thấy Tô Đắc Kỷ rơi xuống, bản thân muốn lập tức đi vào đỡ, nhưng thấy Đại Vương lập tức có động tác, nàng liền dừng cước bộ, lúc này thấy Đại Vương ôm Tô Đắc Kỷ rời đi, nàng lại niệm thuấn di quyết, rầu rĩ về phòng mình đi. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, Bạch Ngọc Khuyết hổ thẹn nghĩ, chờ tới ngày mai nàng nhất định phải tới chỗ Tô Đắc Kỷ thỉnh tội. Chương 8 Tỳ bà tinh có cốt khí. Nguồn. Mê truyện audio com Trong vạn phúc điện, một nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ, khí chất đoan trang xuyên thấu qua khe hở của tấm màn, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào bóng lưng trụ vương rời đi, móng tay sắc bén bấm mạnh vào lòng bàn tay, nàng lại tự hồ như không có cảm giác một tỳ nữ phía sau tiến lên, cẩn thận nói. Hoàng hậu nương nương, chúng ta vẫn chuẩn bị lên sân khấu sao? Khương hậu không quay đầu, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì khóe miệng chậm rãi câu lên một nụ cười làm cho khuôn mặt đoan trang xinh đẹp kia hiện ra ba phần quỷ dị trong điện một tỳ nữ lặng lẽ tới chỗ thừa tướng tỷ can, cuối người nói hai ba câu rồi xoay người rời đi tỷ can vuốt râu gật đầu đứng lên nhìn bốn phía chậm rãi nói hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe đã về hậu cung nghỉ ngơi các vị thỉnh an tọa tiếp tục thưởng thức những tiết mục khác thôi sáng ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Bạch Ngọc Khuyết luôn cảm thấy hình như nàng quên một cái gì đó, nàng vào đầu bức tóc, ngơ ngác ngồi trên giường suy nghĩ, nửa ngày sau, nàng đột nhiên thốt lên một tiếng, từ trên giường nhảy xuống, chân trần đi qua đi lại quanh phòng lẩm bẩm. Ui trời ơi! Vòng bích linh của tỷ tỷ. Thôi xong rồi xong rồi, cái tên tham tài văn trọng, cho dù có thiếu tiền đi chăng nữa cũng không nên tùy tiện cướp đồ của người khác chứ. Ê, e, tỷ tỷ nhất định sẽ mắng ta chết hại tô đắc kỹ ngã, đã là một sai lầm rồi, bây giờ lại làm mất pháp bảo, vòng bích linh của nàng, tô đắc kỹ chắc chắn bị mình chọc tức không biết sẽ biến thành hình dáng gì đây, bạch ngọc khuyết mặt mày ủ rũ nghĩ, nếu không, trước tiên cứ tìm văn trọng lấy lại vòng tay kia là được. Nhưng mà, văn trọng đang ở nơi đâu nhỉ? Mình thật không biết ai để hỏi, coi như biết rồi, thì đánh không lại hắn, cũng sẽ tay không trở về, Bạch Ngọc Khuyết gấp gáp đi tới đi lui, cuối cùng, nàng cắn răng quyết định tới chỗ tô đắc kỷ hết cách rồi thẳng thắn khoan hồng tới sớm một chút nhiều lắm bị mắng một trận dù sao thì do mình làm hỏng việc bị mắng cũng đúng hơn nữa tô đắc kỷ thông minh như vậy không chừng có thể nghĩ biện pháp lấy lại vòng tay lúc bạch ngọc Khuyết chạy tới chỗ tô đắc kỷ tô đắc kỷ đang kiều mị nằm trên giường cầm một cuốn sách nhàn nhàn lật xem bạch ngọc Khuyết ở cửa ruột rè do dự nửa ngày cảm thấy không còn mặt mũi đi vào Tô Đắc Kỷ đã sớm biết Bạch Ngọc Khuyết đến rồi, nhưng thấy phản ứng của nàng, ai biết tên nha đầu ngu ngốc này chơi trò thuộc ra thuộc vào mất nửa ngày, Tô Đắc Kỷ mất kiên nhẫn, bùng một tiếng thả sách xuống ngồi dậy, nhìn về phía cái bóng trắng ngay cửa cao giọng nói. Mội rốt cuộc muốn vào hay không? Bạch Ngọc Khuyết giật mình, vui vẻ đi vào, từng bước từng bước đến trước giường Tô Đắc Kỷ, cúi đầu nói. Tỷ tỷ, muội, muội đến thăm tỷ, tỷ tối qua té có đau không? đỡ hơn chút nào chưa? Tô Đác Kỷ lành lạnh nói. Cũng còn chưa bị ngươi hại chết. Nói xong ngẩng đầu, đã thấy Bạch Ngọc Khuyết nhìn mình, một bộ dáng đáng thương hối hận biết sai, Tô Đác Kỷ có chút mềm lòng, thở dài, nói. Nói đi, mùi tối hôm qua lại làm chuyện ngu xuẩn gì, vòng bích linh đâu? Bạch Ngọc Khuyết đầu đầy mồ hôi lạnh, ú a à ú ớ đem sự tình tối hôm qua ở trích tinh nói cho Tô Đác Kỷ. Nói xong thấy Tô Đắc Kỷ cúi đầu trầm tư, một lúc lâu không nói gì, nhanh chóng nhận sai. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội không chỉ hại tỷ bị thương, còn làm mất đi vòng tay của tỷ." Bất quá tỷ yên tâm, nói thế nào đi chăng nữa, chiếc vòng là do muội làm mất, cho dù muội có liều mạng, cũng nhất định phải đem nó từ tay văn trọng đoạt lại. Tô Đắc Kỷ cho nàng cái lường xem thường. "Tiểu Ngọc, muội cũng đánh giá quá cao thực lực của mình đó một tiểu yêu như muội." coi như có liều 10 cái mạng, cũng đánh không lại một ngón tay của văn trọng, hiểu không? Bạch Ngọc khuyết nước mắt lưng tròng nhìn tô đắc Kỷ. Tỷ tỷ, vậy tỷ nói muội phải làm sao bây giờ đây? Tô đắc Kỷ gõ cầm không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, tiểu ngọc, muội nói tối hôm qua, văn trọng chỉ lấy đi chiếc vòng kia, nhưng không có ý muốn hại muội, đúng không? Bạch Ngọc khuyết suy nghĩ một chút, không xác định gật đầu nói. Đại khái là vậy đi. Tỷ tỷ, muội cảm thấy tên văn trọng này cũng không đáng sợ như tỷ nói nha, hắn biết phân biệt thị phi mà. Tô Đát kỹ lắc đầu. Muội không biết hắn rồi, tên sát tinh này đối với yêu quái chúng ta thường có địch ý, qua nhiều năm như vậy, yêu tinh chết trên tay hắn, không có một ngàn, cũng có tám trăm. Phàm là người trong yêu tộc, hãy nhắc tới tên văn trọng, đến nay vẫn còn bị dọa đến run lẫy bẫy, cho nên ta luôn cảm thấy thái độ lần này của hắn là lạ. Bạch Ngọc Khuyết nói. Tỷ tỷ, có cái gì kỳ quái đâu chứ, có thế hắn đã hiểu không phải tất cả yêu tinh đều xấu, cho nên mới cải tà quy chính chăng. Tô Đắc Kỷ thấy nàng nói theo lẽ đương nhiên như vậy, xì một tiếng, lại không nói tiếp. Bạch Ngọc Khuyết tò mò hỏi. Tỷ tỷ, tên văn trọng kia tại sao lại ghép yêu quái đến như vậy? Có phải có tên yêu quái nào đó đắc tội với hắn chăng? Tô Đắc Kỷ nhíu hàng lông mày tinh xảo, chậm rãi nói: "Thâm Cừu đại hận thì tỷ không rõ lắm, nhưng Văn Trọng là người Tiệt giáo, hắn là đệ tử của Kim Linh Thánh mẫu, cũng là đồ tôn của Thông Thiên giáo chủ. Giáo chủ Tiệt giáo tính tình hào hiệp, không như xiển giáo. Cái tên Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ hữu, người từ trước đến giờ luôn tôn trọng chúng sinh bình đẳng, còn thu nhận vài môn hạ từ yêu tộc chúng ta, có điều," Tô Đắc Kỷ dừng một chút, nghi hoặc nói: Tỷ nghe nói, mấy chục năm trước lúc văn trọng xuống núi, thông thiên giáo chủ vì hắn bói một quẻ, nhắc nhở hắn rằng, chưa tới một giáp, 60 năm, thiên hạ này chắc chắn đại loạn, mà kẻ cầm đầu chính là yêu tộc chúng ta. Văn trọng một lòng giữ gìn ân thương số mệnh, sau khi xuống núi, liền đương nhiên đề phòng yêu tộc chúng ta. Bạch Ngọc khuyết gật đầu, thầm than, thông thiên giáo chủ này quả nhiên thần thông quảng đại, thiên hạ này không phải thua ở diệt thế tam yêu, sao? nhưng mà từ khi mình xuyên qua tới bây giờ sự tình có vẻ hơi lệch khỏi nguyên bản quỹ đạo thì phải bạch ngọc khuyết nghĩ tới xuất thần vừa ngẩng đầu lên đã thấy tô đắc kỷ đánh giá nàng từ trên xuống dưới ánh mắt rất kỳ lạ bạch ngọc khuyết cũng lập tức cúi đầu kiểm tra chính mình quần áo chỉnh tề dây lưng cũng buộc chặt ồ hình như thắt lưng hơi lệch nàng liền lập tức sửa lại tô đắc kỷ hờn dỗi trừng nàng một cái bất đắc dĩ nói tiểu ngọc đều nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc Quả nhiên không sai, muội có thể hết lần này tới lần khác từ trong tay văn trọng thoát ra, nếu như những yêu quái kia biết, nhất định sẽ đem muội thờ phụng, ngày đêm tế bái. Bạch Ngọc khuyết sờ sờ đầu, khà khà nở nụ cười, thấy Tô Đắc Kỷ có tâm tình đùa giỡn, liền nhân cơ hội nói: "Tỷ tỷ, cái vòng bích linh kia làm sao bây giờ?" Tô Đắc Kỷ thở dài, nói: "Còn có thể làm sao nữa, chiếc vòng bích linh kia tuy quý giá, nhưng cũng không bằng cái mạng nhỏ của muội." muội cũng đừng tính tới việc tìm văn trọng, tuy nói muội may mắn, nhưng lỡ như chọc giận hắn, bị hắn giết, vậy thì lỗ chết, thôi để tỷ tìm biện pháp sao vậy? Trong lòng Bạch Ngọc Khuyết chấn động, bị cảm động thủy triều bao phủ, từ khi nàng tới nơi này, vẫn luôn cùng Tô Đắc Kỷ gắn bó làm bạn, tuy rằng nàng ngoài mặt đối với Tô Đắc Kỷ cười nói vui vẻ nói gì nghe nấy, nhưng trong lòng, nàng luôn nhắc nhở chính mình, hồ ly này tâm cơ thâm trầm, chính mình ngàn vạn không thể triệt để tin cậy nàng. Thế nhưng, nhiều ngày ở chung như vậy, nàng từ từ cảm giác được, Tô Đắc Kỷ đối với mình, càng ngày càng tốt, nàng nhớ lúc trước bị Khương Tử Nha đánh về nguyên hình, là Tô Đắc Kỷ đưa nàng đến trích tinh đài, mới có thể hấp thu linh khí khôi phục hình người. Lúc mình quên sử dụng pháp thuật, Tô Đắc Kỷ dạy nàng pháp quyết, nàng cuối cùng cũng không còn là người tay trói gà không chặt, đêm đó ở núi Bắc Mang là thứ nhất nàng đụng phải văn trọng, Tô Đắc Kỷ đúng lúc chạy tới, biết rõ đánh không lại hắn, còn nỗ lực tìm cách cứu nàng, hiện tại, mình làm mất pháp khí. Vòng Bích Linh vừa nhìn đã biết quý giá kia, nàng lại nói để nàng tính, thì ra, Tô Đắc Kỷ vẫn luôn dùng cách đối xử của một tỷ tỷ, vô hình trấn an mình, bao dung mình, giúp mình chậm rãi thích ứng với cái thế giới lạ lùng kỳ quái này, nhưng nàng, bởi vì bị những bộ phim truyền hình, tiểu thuyết kia ảnh hưởng, vẫn luôn đề phòng nàng, chưa hề mở lòng từ giờ khắc này, Bạch Ngọc Khuyết mới chính thức tiếp nhận Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ thấy Bạch Ngọc Khuyết cúi đầu nửa ngày không nói lời nào, cho rằng nàng còn đang suy nghĩ về cái vòng kia, nhẹ nhàng chỉ vào nàng tráng. Tiểu Ngọc, tỷ nói rồi, không cho phép muội đi trêu chọc tên sát tinh văn trọng đó, muội nghe thấy không? Mỗi khi yêu quái chúng ta thấy hắn, trốn còn không kịp nữa là, muội cũng không nên tái phạm nữa. Hiểu không? Bạch Ngọc khuyết chớp chớp mắt mơ hồ, gật gật đầu. Muội biết rồi, tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Từ khi từ nơi Tô Đắc Kỷ trở về, Bạch Ngọc khuyết lặng lặng ngồi trên giường suy nghĩ, tuy rằng vừa rồi Tô Đắc Kỷ nói không muốn nàng quản chuyện này, nhưng Bạch Ngọc khuyết biết, Tô Đắc Kỷ sẽ không từ bỏ cái vòng bích linh kia, chỉ đang tự mình nghĩ biện pháp lấy lại pháp bảo của nàng thôi, lấy Tô Đắc Kỷ thực lực, nếu giao đấu với Văn Trọng, nếu không thắng thì chỉ có một con đường chết. So với việc nàng mạo hiểm vì sai lầm của chính mình, còn không bằng tự mình nghĩ biện pháp lấy về, mặt khác, Bạch Ngọc Khuyết mơ hồ cảm thấy, văn trọng đối với mình, tự hồ cũng không ác ý, đây cũng là lý do nàng quyết tâm can đảm như vậy, chỉ chốc lát sau, Bạch Ngọc Khuyết hiện ra ở núi Bắc Mang, nơi này bây giờ đối với nàng, đã rất quen thuộc, bởi vậy, nhìn những nấm mồ lít nha lít nhít kia, nàng cũng không giống như lúc đầu kinh sợ e ngại. Khắp nơi không một bóng người, phong thu vắng vẻ, Bạch Ngọc Khuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, tới đằng sau gốc cây đại thụ mà văn trọng hay đứng, cũng không một bóng người. Nhìn xuống triều ca thành dưới chân, Bạch Ngọc Khuyết bừng tỉnh vỗ đầu cười, văn trọng cũng không rảnh mà đứng đây mỗi ngày, hắn là thái sư của một quốc gia, khẳng định một ngày kiếm hàng tỷ bạc, chắc lúc này, không chừng đang ở nhà vật lộn với một đống sổ sách đến choáng ván mặt mày đây, Bạch Ngọc quyết đoán không sai, lúc này văn trọng, xác thực đang bề bộn. Trong ngự thư phòng, bốn vị chư hầu đứng không người, từng người bẩm báo cho trụ vương tình hình đất phong nhà mình, trụ vương ngồi dựa vào sau ghế, một tay chống đầu, chăm chú nghe tây bá hầu. Cơ xương nói chuyện, kế bên hắn là văn trọng, ngồi nghiêm chỉnh, nhàn nhạt lắng nghe, cơ xương nói về đất phong của hắn một năm qua thi hành các chính sách dạng một biện pháp gì và hiệu quả ra sao xong, trụ vương cười gật đầu nói. Cốt lắm, tây bá hầu, phụ vương lúc trước đem tây kỳ giao cho ngươi, thực ra là ký thác, hiện tại xem ra, Bách tính Tây Kỳ An Khang, ngươi quả nhiên không làm phụ hoàng ta thất vọng. Nhắc đến tiên đế có ơn đối với mình, mắt cơ xương nhất thời nóng lên, không người nói. Tạ ơn đại vương, những chuyện này đều là việc thần phải làm. Tiên đế và đại vương tín nhiệm thần như thế, thần không có gì báo đáp, chỉ có tận tâm, cai quản A kỳ thật tốt, để không phụ sự tin cậy của tiên đế và đại vương. Trụ vương gật đầu, nói. Tây bá hầu, ngươi luôn luôn trung thành, trẫm đương nhiên tin tưởng ngươi nhưng mà như ngươi mới nói tây kỳ mấy năm gần đây lượng mưa ít ỏi gây trở ngại tới thu hoạch nếu cứ tiếp tục như vậy bách tính sẽ chịu tội trẫm hy vọng ngươi sớm ngày nghĩ ra cách giải quyết tạo phúc cho bách tính tây kỳ cơ xương chấp tay hành lễ đại vương về vấn đề thiếu nước ở tây kỳ nhi tử của thần ấp khảo có một biện pháp đại vương anh minh kính xin ngài nghe thử đại vương đứng lên hứng thú nhìn người thanh niên trẻ sau lưng cơ xương, cười nói. Hửng. Được. Như vậy, bá ấp khảo, nói thử một chút xem. Chương 9. Không cẩn thận nợ ân cứu mạng rồi. Nguồn. Mê truyện audio com. Bá ấp khảo từ phía sau cơ xương bước ra, hành lễ một cái, nhàn nhạt nói. Khởi bẩm đại vương, hạn hán đối với Tây Kỳ mà nói rất là nguy hại, bách tính không có đủ nước canh tác. Theo thần biết, phía bắc Tây Kỳ, có một con sông lớn không ngừng lưu chảy, lượng nước sông dồi dào, nhưng có nhiều nước bùng và hơi đục, mà hàng năm hai mùa xuân hạ, nước sông vô hạn lan tràn, nhấn chìm vô số ruộng tốt và những thôn xóm ven bờ. Hiện tại, nó hại nhiều hơn được, thần nghĩ, nếu triệu tập bách tính Tây Kỳ, và binh lính đóng tại vùng biên giới phía Tây, từ sông lớn đào mở một kênh nhỏ, dẫn nước từ sông lớn chảy khắp Tây Kỳ. Như vậy, không chỉ có thể giải cứu mấy trăm ngàn bách tính Tây Kỳ, mà còn có lợi đối với những người đang sống ven bờ sông lớn đó. Bá ấp khảo nói xong, ngự thư phòng liền yên tĩnh, ba vị chư hầu kia đều giật mình mở to mắt nhìn sang, tất cả đều lấy làm kinh ngạc, ý tưởng kia đúng là hết sức hoang đường. Này nhóc con miệng còn hôi sữa ngươi điên rồi sao? Khẩu khí cũng quá lớn rồi đó, binh lính vùng biên giới phía Tây xưa nay vì phòng bị Tây Nhung xâm lớn mà tụ tập Tuy nói Tây Nhung đã bị văn thái sư đánh cho tổn thương nguyên khí, nhưng khó bảo đảm sẽ có một ngày chúng nghỉ ngơi lấy sức xong sẽ không ngóc đầu trở lại, nếu như các tướng sĩ đều đi đào kênh, ai sẽ thủ vệ biên cương. Nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, thực không biết trời cao đất rộng mà. Bá ấp khảo không để ý, vẫn cục mắt xuống nhàn nhạt đứng đó, giống như mọi vật xung quanh không có quan hệ gì với chính mình vậy, trụ vương suy nghĩ một chút, cao mày, hơi mất hứng nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh chậm rãi nói phương pháp này có vẻ không tệ nhưng khó tránh khỏi có chút kỳ lạ chưa nói đến một khi thi hành phương pháp này vừa hao tiền tốn của vừa triều cương bất ổn còn nữa nếu như phải dẫn nước từ một con sông không khác nào muốn chống đối với tạo hóa không dễ làm ba vị chư hầu kia liên tiếp phụ họa đại vương anh minh biện pháp này thật quá mức hoang đường đại vương binh sĩ biên quan vạn vạn không thể dễ dàng điều động vạn nhất tây nhung sinh biến ân thương chúng ta không kịp ứng phó đâu tây bá hầu ngươi đề ra kế hoạch nguy hại quốc gia như thế này ngươi đây là có ý gì trên mặt cơ xương lộ ra một tia sốt ruột đang tìm cách giải thích đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên câm miệng mọi người cả kinh nhất thời dừng cãi vã lén lút nhìn văn trọng đại vương lập tức kính cẩn nói thái sư ngài có ý kiến gì không? Trước đây lúc mọi người nghị sự, văn trọng phần lớn thời gian thường chỉ lẳng lặng ngồi nghe, rất ít khi mở miệng, hết một tiếng như thế này thì rất hiếm, trong lòng mọi người đều rung lên, trong khoảnh khắc đó chư hầu đều cung cung kính kính nhìn nam tử như thần này, văn trọng không để ý tới mọi người, chỉ nhìn chầm chầm bá ấp khảo, chậm rãi nói. Việc này ngươi chắc mấy phần? Bá ấp khảo nhàn nhạt nhìn sang, đáp. Mười phần tất cả mọi người thở một mụn khí lạnh thật là một tên tiểu tử ngông cuồng văn trọng hơi câu khóe miệng lại hỏi mất bao lâu bá ấp khảo suy tư chốc lát nếu như nhân lực và vật lực đầy đủ tệ lắm là ba năm văn trọng không hỏi thêm nữa quay đầu nói với trụ vương đại vương phương pháp này tuy nói tiêu tốn rất nhiều nhưng một khi xây xong kênh đào có thể tạo phúc vạn thế công đức vô lượng có thể thử một lần văn thái sư đã nói vậy trụ vương tuy rằng vẫn do dự nhưng lại không ý kiến ba vị chư hầu kia tự nhiên càng là không dám nói gì nữa trụ vương do dự nửa ngày rốt cục cũng không nhịn được nói thái sư nếu theo ý ngài phái binh sĩ biên quan đi xây kênh đào lỡ như văn trọng vẫn dùng khuôn mặt không biểu cảm nhưng phản phất có một luồng không giận mà uy hắn nhàn nhạt nói đại vương biên quan cứ giao cho thần thần nhất định sẽ không để cho Tây Nhung bước vào ân thương ta nửa bước. Ngữ khí tuy nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi lời này. Trụ vương nghe vậy thì lập tức vui mừng. Được. Có câu nói này của Thái Sư Ngài, trẫm liền yên tâm. Lại quay đầu nhìn cơ xương và bá ấp khảo cười nói. Tây bá hầu, ngươi có một nhi tử thông tuệ như vậy, thật có phúc khí, ha 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 được rồi, việc này đã có Thái Sư lo liệu, trẫm sẽ đồng ý phương pháp của ngươi sau này ngươi cứ nghe theo thái sư chỉ dẫn đừng làm trẫm thất vọng thấy trụ vương đồng ý cơ xương mững rỡ lúc trước hắn nghe bá ấp khảo đề nghị chuyện này cũng không đồng ý quan trọng nhất là không nói đến là có thể thành công xây kênh hay không nhưng chỉ cần điều động bính lính biên quan chỉ sợ sẽ bị người hữu tâm hoài nghi tây kỳ bụng dạ khó lường nhưng bá ấp khảo lúc đó chỉ bình tĩnh nói phụ thân người không cần lo lắng chỉ cần văn thái sư ở đó, hắn sẽ đồng ý phương pháp này. Trưởng tử làm việc, xưa nay ổn thỏa, cơ xương luôn luôn tính phục hắn, thấy hắn chắc chắc như vậy, cơ xương cũng đè xuống nghi ngờ trong lòng, lần này đến triều ca, mục đích là để trưởng tử có thể được đại vương tán thành, sang năm thuận lợi kế thừa hầu vị, hắn cũng đánh cược một lần, không nghĩ tới trưởng tử đoán trúng, cơ xương mừng rỡ, vội vàng cuối người nói. Đa tạ đại vương ân chuẩn, thần sẽ dốc toàn lực, không phụ tín nhiệm của đại vương trên núi bắc mang không có gì để làm bạch ngọc khuyết buồn chán ngồi dựa vào cây lẳng lặng nhìn thành triều ca dưới chân đang không ngừng nhớ lại nội dung của bản phong thần nàng chỉ đại khái nhớ là nữ hoa nương nương phái tam yêu hạ phàm mê hoặc trụ vương khương tử nha hiệp trợ võ vương cuối cùng võ vương phạt trụ ân thương bị diệt tam yêu chết những chi tiết nhỏ khác bạch ngọc khuyết hoàn toàn không nhớ rõ cho nên nàng nghi hoặc chuyện trĩ kê tin Khỉ mị lẽ ra phải chết ở phút chót, nhưng bây giờ lại chết sớm rồi, lịch sử tự hồ đang rẽ ra một hướng khác, nếu vậy, mình và Tô Đắc Kỷ sẽ vì chuyện này mà có thể quay ngược vận mệnh sao? Đối với Bạch Ngọc Khuyết lịch sử là một môn tra tấn hại người, nặng trình trịch thấp thỏm ép tới không thở nổi, nàng sẽ không tốn công nghĩ những chuyện này nữa. Niệm di vật thuộc lấy một bông hoa dại không xa, cầm lên chơi, Bạch Ngọc Khuyết tối qua bởi vì làm sai chuyện, trong lòng thấp thỏm hổ thẹn, một đêm không ngủ, lúc này trời trong nắng ấm gió hiu hiu, bầu không khí thích hợp để thăm chu công, nàng cũng sẽ không quên nằm xa mấy nấm mồ kia, trong lúc vô tình, càng dựa vào đại thụ ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Ngọc Khuyết đột nhiên cảm giác mình bị một đôi mắt tà ác nhìn chồng chọc vào, toàn thân đều bị bao phủ bởi một tầng sát khí mãnh liệt, nàng lập tức mở mắt, liền thấy trước mặt nàng, một con yêu quái đầu người mình thú, trừng một đôi mắt màu đỏ tươi, con mắt đó tham lam nhìn nàng, dung mạo xấu xí dữ tận bạch ngọc khuyết sợ đến hét lên một tiếng nhảy lên trong lúc đó một luồng gió thu phả vào mặt không phải đó là của con yêu quái kia đánh tới bạch ngọc khuyết lúc này như đã quên hết phép thuật trong đầu trống rỗng ngơ ngác nhìn khuôn mặt dữ tận xấu xí kia tiến đến càng ngày càng gần đột nhiên yêu quái kia chợt biểu hiện vẻ mặt thống khổ vạn vẹo bạch ngọc khuyết còn chưa kịp nhìn kỹ ầm một tiếng yêu quái kia ngã rầm trên mặt đất bụng bị thủng một lỗ to á à toàn là máu, nó dãy dụa mấy lần, cuối cùng từ từ chậm rãi hóa thành một lùn khói đen, hoàn toàn biến mất, bạch ngọc khuyết ngơ ngác nhìn nửa ngày, lại ngơ ngác quay đầu lại, liền. Thấy cách đó không xa, một nam tử cao lớn khoác áo bào đen, tóc dài trên đầu tùy ý bay lượn. Bạch Ngọc Khuyết trở về từ cõi chết. Sững sờ nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, kéo hai chân bị dọa đến mềm nhũng từng bước từng bước đi tới trước mặt văn trọng, ngẩng đầu lên chân thành nói phù phù. Văn Trọng Cảm ơn cứu mạng. Đã bao lâu rồi, Văn Trọng không còn nhớ rõ có người gọi thẳng tên hắn ngay trước mặt hắn. Tiểu yêu ngu ngốc này cũng thật không biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng mà, cảm giác này, cũng không tệ. Văn Trọng mặt lạnh nhìn tiểu yêu một chút, nhàn nhạt nói. Pháp lực thấp kém, lại còn dám tùy ý đi loạn. Ngươi thật gan to bằng trời. Nếu như trước đây bị nói như vậy, Bạch Ngọc Khuyết đã sớm đáp trả lại, nhưng người ta mới vừa cứu mình cái gọi là nợ người miệng ngắn bạch ngọc khuyết không dám chống đối chỉ phải nhẫn nhịn chịu đựng nàng quay đầu nhìn về hướng yêu quái kia biến mất hỏi vừa rồi yêu quái kia tại sao muốn tấn công ta ta hình như không biết hắn nha văn trọng bình tĩnh nói đương nhiên là muốn cướp lấy nội đan ngàn năm tu vi của ngươi ngay cả phương pháp sơ cấp nhất của yêu tộc mà cũng không biết xem ra yêu tộc những năm gần đây càng ngày càng vô dụng. Lại bị khinh bỉ rồi. Còn liên lụy đến tộc nhân vô tội nữa chứ. Bạch Ngọc Khuyết nỗ lực kiềm chế đè nén lửa giận, cắn răng nặng ra khuôn mặt tươi cười, giả vờ vui vẻ nói. Văn trọng, ngươi phải hiểu một điều, từng, những phương pháp tu luyện sơ cấp đó, yêu tinh chuyên nghiệp như ta, đương nhiên khinh thường biết, ngươi hiểu không? Cân xanh trên trán văn trọng nhảy vài cái, mặt không hề cảm xúc, dễu cợt nói hừng, xem ra lúc nãy ta không nên ra tay, để xem xem yêu tinh chuyên nghiệp ở trước mặt sư tử tinh rung cầm cập như thế nào. Có thể nhẫn không thể nhục. Bạch Ngọc Khuyết cũng không nhịn nữa, lập tức tiến đến trước mặt văn trọng, cả giận nói. Đủ rồi đó. Cứu mạng của người khác là có thể tùy ý cười nhạo sỉ nhục người khác sao? Coi chính mình lớn lên đẹp trai liền rất quách sao? Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, tuy yêu lực ta thấp kém, nhưng đây đều là ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện thành khất ngươi muốn so sánh tu vi cao thấp với ta không có cửa đâu văn trọng khóe miệng kịch liệt giật giật hơn nữa bạch ngọc khuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt tiếp tục vô sĩ lừa mình dối người nói ngươi không có chút nào đẹp cả quả thực xấu đòi mạng hừ hừ văn trọng vẫn dùng khuôn mặt không biểu cảm bạch ngọc khuyết nói xong cực kỳ sảng khoái thở vào một hơi thấy văn trọng nửa ngày không nói lời nào không khỏi đắc ý ta đánh không lại ngươi nhưng ta tìm cách khác cũng có thể đánh bại ngươi ha 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 văn trọng nhìn tiểu yêu này dùng một mặt so độ vô sĩ ngươi hơn được ta sao dáng vẻ đắc ý che lại ý cười trong mắt chậm rãi nói ta chưa từng cảm thấy mình đẹp cũng không chơi cười ngươi ta chỉ ăn ngay nói thật nhưng mà ngươi nói đúng pháp lực thấp kém như thế xác thực không xứng đấu với ta nói xong mặt không hề cảm xúc xoay người, che đi nụ cười như có như không, Bạch Ngọc Khuyết nghe như bị sét đánh ngang tai, lẩm bẩm. Quá độc, quá tàn nhẫn. Kẻ tám lạng người nửa cân, văn trọng, coi như ngươi lợi hại. Bạch Ngọc Khuyết mắt thấy hắn phải đi, trong giây lát nhớ tới chuyện vòng tay, nhanh chóng chạy tới kéo lấy ống tay áo của hắn, vội nói. Văn trọng, vòng tay của ta đâu? Hu 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 trả lại cho ta đi, văn trọng quay đầu, cao mày nói. Pháp khí tà ma ngoại đạo như thế, lấy lại làm gì? Bạch Ngọc Khuyết khẩn cầu. Không đúng, pháp khí làm sao có thể phân thiện ác? Người tốt dùng chính là thiện khí, tỷ tỷ và ta lại không có làm gì thương thiên hại lý, nó làm sao liền thành pháp khí tà ma ngoại đạo đây, ngươi mau trả lại cho ta, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi hết. Chương 10 Bán mình thành nô tỳ quét sân Nguồn mê truyện audio com vừa dứt lời mắt văn trọng giật giật làm bộ suy tư nhàn nhạt nói từng quý phủ còn đang thiếu một người quét sân bạch ngọc khuyết là người nào sao lại không hiểu văn trọng ý tứ chứ đây thực sự lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đường đường một quốc gia thái sư người đứng đầu ân thương vương triều trong nhà sẽ thiếu một tên quét rác sao nhưng mà đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu bạch ngọc khuyết thành khẩn nói ta đi quét cho ngươi ta đi ta đi hai câu ta đi cuối nàng cố ý kéo âm điệu dài ra văn trọng tự nhiên nghe không ra hàm nghĩa trong đó bạch ngọc khuyết âm thầm đắc ý khà khà ta ít đây chính là trí tuệ của người hiện đại đó văn trọng gật gật đầu ngày mai bắt đầu nói xong từ trong tay lóe lên một vật bạch ngọc khuyết vương tay đoạt lấy cầm trong tay cẩn thận kiểm tra đúng là vòng bích linh rồi tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống ống tay áo được thả ra, văn trọng quay đầu, vô thanh vô tức biến mất, bạch ngọc khuyết vui sướng cầm vòng tay hôn nửa ngày, cũng không thể đợi được nửa triển khai thuấn di quyết trở lại, khắp nơi vắng vẻ, một lúc lâu, xa xa dưới một cây đại thụ, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, hắn phong nghi tuyệt mỹ, có điều vẻ mặt hờ hững không gần sóng, chính là bá ấp khảo, hắn lặng lặng chăm chú nhìn phương hướng hai người rời đi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bạch Ngọc Khuyết trực tiếp dùng thuấn di thuật tiến vào tẩm cung tô đắc kỷ, trong phòng trống không, vồn dĩ nàng muốn ở lại chỗ này chờ tô đắc kỷ trở về, lại nghĩ, không ai nhìn thấy mình đi vào, nếu như bị nha hoàng quét tước thấy mình, chắc chắn sẽ sinh hoài nghi, liền nhanh chóng, lại triển khai phép thuật trở lại phòng mình, sau buổi cơm tối, bạch ngọc khuyết đang trong phòng chán muốn chết, tô đắc kỷ đến, tâm tình không tệ, cười đối với bạch ngọc khuyết nói, tiểu ngọc, tỷ nói cho muội một tin tốt. Bạch Ngọc khuyết thắc mắc nói: "Tỷ tỷ, có chuyện tốt gì sao?" Tô Đắc Kỷ đi tới một cái ghế tự ngồi xuống, nói: "Hôm nay đại vương sau khi hạ triều, liền đi tới chỗ tỷ, ngay cả Tấu chương cũng mang hết đến tẩm cung tỷ để xem, tên Văn Trọng Sát tin đó cuối cùng cũng không nhịn được, phái người tới dục đại vương đến ngự thư phòng nghị sự, thường ngày đại vương vừa nghe Văn Trọng dục, đều lập tức tới, hôm nay ta giả bộ bướng bỉnh với hắn." hắn thế mà chờ ta ăn xong cơm tối mới đi ngự thư phòng gặp văn trọng bạch ngọc khuyết không nhịn được cao hứng lên Khà khà, văn trọng ngươi luôn trưng một bộ dáng người khác đều thiếu nợ ngươi bị tỷ tỷ ta chỉnh đó ngươi cứ tự mình sinh hờn dỗi đi nghĩ tới đây bạch ngọc khuyết không nhịn được nói tỷ tỷ trụ vương đối với tỷ càng ngày càng tốt mục đích của tỷ cũng coi như tạm thời đạt đến tiếp đó tỷ muốn làm gì tô đắc kỹ nhàn nhạt nói Tiếp đó, đương nhiên là từng bước một hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Bạch Ngọc khuyết miễn cưỡng rùng mình một cái, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta, chúng ta có thể không làm chuyện này được không? Nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ không toàn mạng, coi như nhiệm vụ may mắn thành công, trên tay chúng ta nhiễm nhiều máu tươi như vậy, có thể được phong thần sao?" Tô Đắc Kỷ đột nhiên lạnh mặt: "Tiểu Ngọc, chúng ta đã sớm không còn đường lui." muội chẳng lẽ đã quên, từ lúc ba người chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu từ giờ khắc đó, tính mạng tộc nhân liền bị nữ hoa nương nương một tay nắm giữ, nếu chúng ta dám cả gan sinh ra ý nghĩ chống đối nào, nhiều tính mạng như thế liền hoàn toàn không còn nữa, chuyện đến nước này, chúng ta không thể dừng được. Nói xong, tâm trạng tô đắc kỹ xuống thấp, Bạch Ngọc Khuyết cũng lặng lẽ không lên tiếng, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặt, nửa ngày sau, Bạch Ngọc Khuyết trầm giọng nói. Tỷ tỷ, muội đã hiểu. Tô Đắc kỹ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, hòa nhã nói. Tiểu Ngọc, muội không cần phải sợ, sau khi chuyện này thành công, tỷ tỷ coi như có liều mạng tính mạng, cũng sẽ bảo đảm muội chu toàn. Bạch Ngọc khuyết trong lòng vừa mê mang vừa cảm động, nàng tùy ý chùi nước mắt, đột nhiên nghĩ đến vòng tay, nhanh chóng lấy ra đưa cho Tô Đắc kỹ như hiến vật quý, cố gắng cười nói. Tỷ tỷ, người xem, muội lấy vòng bích linh về rồi. Tô Đác Kỷ đầu tiên vui mừng, tiếp theo giận dữ, nhéo tai Bạch Ngọc Khuyết nói. Tiểu Ngọc, cái nha đầu ngốc này, ai bảo muội chạy đi tìm văn trọng. Lời tỷ nói với muội, muội quên hết rồi à. Bạch Ngọc Khuyết, quái oái, kêu to nửa ngày, Tô Đác Kỷ nhìn nàng gọi thê thảm, rốt cục thả nàng, Bạch Ngọc Khuyết vuốt lỗ tai, nước mắt lưng tròng nói. Tỷ tỷ, muội không phải không có chuyện gì sao. Tô Đác Kỷ nhìn nha đầu trước mặt hết cách hỏi. Tiểu Ngọc, mùi làm sao lấy về được? Bạch Ngọc khuyết nói. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, mùi cũng không có mạo hiểm, chỉ đáp ứng văn trọng, bắt đầu từ ngày mai trở đi tới nhà hắn quét sân thôi. Tô Đắc Kỷ cực kỳ giật mình, tinh tế hỏi nửa ngày, mới rốt cuộc tin tưởng Bạch Ngọc Khuyết không bị ấm đầu nói lung tung, nàng trừng đôi mắt quyến rũ, đánh giá Bạch Ngọc Khuyết từ trên xuống dưới một lúc, mới hoảng hoảng hốt hốt nói rằng. Tiểu Ngọc, nếu không phải muội lúc nào cũng trưng ra bộ dáng hồ đồ vụng về, tướng mạo cũng không có gì đặc sắc, cũng không có kinh diễm, tỷ tỷ sẽ nghĩ, sẽ nghĩ rằng Văn Trọng thích muội. Bạch Ngọc khuyết trong lòng hơi động, "Ồ, không lẽ tên Văn Trọng kia thật sự thích mình?" Nhưng mà, nhớ lại cái khuôn mặt băng sơn tuấn tú đó, nàng rất nhanh liền phủ định. Lắc đầu, nói, "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ hơi xa rồi đó." Hắn căn bản là băng sơn vạn năm, sao có thể để ý người khác? Chắc hắn chỉ muốn chỉnh muội thôi. Cô Đát kỹ gật đầu. Cũng đúng. Nhưng mà, nàng quay đầu lầm bầm lầu bầu. Tên Văn Trọng sát tin này, nếu như có một ngày hắn thích một người nào đó, e rằng mặt trời mọc từ phía tây. Bạch Ngọc Khuyết trang trọng gật đầu, biểu thị tán đồng. Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Khuyết vừa ngủ dậy, đã là buổi trưa. Nàng nhớ lời hứa hôm qua với Văn Trọng nhanh chóng thu dọn một chút rồi ra ngoài ngoài cung trên đường cái bạch ngọc khuyết đi dạo nửa ngày vẫn không tìm được nhà nào có tấm biển văn phủ nàng choáng váng hoa mắt đột nhiên thấy một nam tử áo xanh đi ngang qua bên người bạch ngọc khuyết cũng không kịp nghĩ ngợi vội vàng tiến lên kéo tay áo người kia lại nói à ờ à, công tử xin dừng bước ta muốn hỏi một chút người kia xoay người lại nhìn bạch ngọc khuyết một chút trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc Bạch Ngọc Khuyết lập tức bị người thanh niên trước mắt hấp dẫn lấy, người này tuy chỉ mặc một bộ màu xanh đơn giản, nhưng thân mình cao lớn như tiên nhân giống như xung quanh phản phất một vệt khói nhẹ, mờ ảo mà mông lung, một khuôn mặt nhu hòa, nhưng bởi vì cặp mắt đen tĩnh lặng kia, hiện ra thần thái thanh cao không nhiễm phàm trần, Bạch Ngọc Khuyết hoảng hốt như nhìn thấy thần tiên trên trời vậy, làm cho nàng kích động muốn cúng bái, nam tử này chính là bá ấp khảo, hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Ngọc Khuyết, Bạch Ngọc Khuyết rốt cục phục hồi tinh thần, nhanh chóng thu hồi cái tay mới cầm ống tay áo tiên tử, bối rối, cười ngượng nói. Ách, công tử, ha ha. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, ngươi biết phủ của văn thái sư ở đâu không? Bá ấp khảo nhàn nhạt nói. Ta cũng đang muốn đi tới chỗ văn thái sư, cô nương nếu không chê, có thể đi cùng ta. Bạch Ngọc Khuyết mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng đi, cảm ơn ngươi. Bá ấp khảo gật đầu. Cô nương không cần khách khí. Đi về phía trước một đoạn ngắn, Bạch Ngọc khuyết lại hiếu kỳ, lén lút đánh giá Mỹ Nam bên cạnh, trong lòng than thở, trời ạ, à, còn tưởng rằng tô đắc kỹ đẹp đã cực kỳ hiếm rồi, hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, lời ấy quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng trai gái khác nhau, nhưng nếu so sách thiệt hơn, nam tử này có vẻ đẹp thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian nhưng rất khó để so sánh với cô đắc kỷ chao ôi phong thủy ân thương có gì mà sao toàn nhân tài mỹ nam mỹ nữ không vậy nè nam tử kia làm như phát hiện bạch ngọc khuyết liên tục liếc trộm mình hơi nghiêng đầu nói sẽ nhanh tới thôi bạch ngọc khuyết cà ờ hai tiếng không nhịn được bắt chuyện hỏi công tử ừm ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống một người quen của ta không biết ngươi tên gì khà khà có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau thanh âm nam tử nhàn nhạt nói. Tại hạ bá ấp khảo, đây là lần đầu tiên tới triều ca, chắc cô nương nhận lầm người rồi. Bạch Ngọc Khuyết gật đầu. Tên rất hay, tên rất hay. Đột nhiên, nàng như bị sét đánh, hét to như heo bị cắt tiết. Cái, cái gì? Bá ấp khảo. Trên đường người đi đường đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt bá ấp khảo bình tĩnh, gật đầu. Đúng vậy. Bạch Ngọc Khuyết dùng sức khép lại cái cầm đang rơi ra của mình. Thẩn thờ nghĩ. Chẳng trách tướng mạo kinh người như vậy, chỉ có thể là bá ấp khảo mà thôi, nhưng mà, một nhân vật như vậy, sẽ rơi vào kết cục tàn nhẫn sao. Đều nói trời ghét người tài, xem ra, quả nhiên không sai, không chú ý đến ánh mắt thương hại của nữ tử bên cạnh, bá ấp khảo dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn, nói. Đây chính là Phủ Văn Thái Sư. Bạch Ngọc Khuyết ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên cửa cao cao mang treo một tấm biển, dùng chữ triện viết Thái Sư Phủ, đường nét mạnh mẽ, bá ấp khảo tiến lên, nói với hai vị mang áo giáp ngay cửa. Tại hạ bá ấp khảo, đến đây bái kiến văn Thái Sư, làm phiền thông báo. Bạch Ngọc khuyết ngoan ngoãn núp sau lưng bá ấp khảo không lên tiếng, hai binh sĩ được qua huấn luyện dáng vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh, rất quy củ cung kính, để một người ở lại thủ vệ, một người khác đi vào thông báo, trong chốc lát, cửa lớn từ từ mở ra, văn trọng một thân áo đen, đi ra phía cửa lớn, phía sau là người binh lính lúc nãy mới vào thông báo kia, bá ấp khảo chào một cái, văn trọng nói. Không cần đa lễ, đi vào thôi. Chợt thấy Bạch Ngọc Khuyết sau lưng bá ấp khảo, mắt văn trọng giật giật, Bạch Ngọc Khuyết sợ bị trách cứ đến muộn, nhanh chóng mặt dày mặt dạng nói. Khà khà. Thái sư đại nhân, ta đến báo danh. Văn trọng dẫn hai người vào cửa, đem bạch ngọc khuyết giao cho một lão bà hiền lành ngoài 60 tuổi, rồi mang bá ấp khảo đi thư phòng, lão bà kia thấy bạch ngọc khuyết, vui đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt xếp thành một đóa hoa cúc, nàng thân thiết cầm tay bạch ngọc khuyết nói: "Tiểu ngọc cô nương nha, lão thân hầu hạ thái sư đã 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên ngài ấy dẫn một cô nương về nhà đấy." Nha ha ha ha